chương 2380, dọa chạy thưởng. Hai người mới tới này, một người là lão giả mày trắng dâu trắng, nhìn qua mặt mũi hiền lành, một cái khác là thiếu niên tuổi còn trẻ, cực kỳ ngại ngùng, tựa hồ nói một câu cũng sẽ mặt đỏ. Trình huynh, lần trước lão phu đề nghĩ ngươi suy tính thế nào? Lão nhân dâu trắng kia nói, hắn chính là gia chủ tỉnh gia tỉnh Khả Binh. Tỉnh gia là thế lực nhị tinh, nguyên bản cao hơn trình gia một đoạn dài, nhưng theo gia chủ trình gia bước vào phân hồn, hai đại gia tộc liền đứng ngang hàng, mà vì một loại áp lực nào đó, tỉnh gia cực kỳ muốn thông gia với trình gia, cùng nhau đối kháng một thế lực khác. Gia chủ trình gia giả vờ trầm ngâm, một lát sau mới nói. Không dối gạt tỉnh huynh, lão phu đang bị một sự tình buồn phiền, tạm thời không nghĩ những chuyện khác. Không biết trình huynh vì sự tình gì buồn phiền, tỉnh khả binh hỏi, nhưng trong lòng cười gần, tám phần người là trình gia muốn đòi chỗ tốt gì. Gia chủ trình gia suy nghĩ một chút, nói ra sự tình của Lăng Nguyệt Ngôn cùng trình dịch phong, nhưng ở trong miệng của hắn, tự nhiên đã biến thành Lăng Nguyệt Ngôn ngang ngược không biết lý lẽ, làm cho Trình Dịch Phong muốn bỏ vợ, nhưng nhà mẹ đẻ của Lăng Nguyệt Ngôn hùng hổ dọa người, để hắn cực kỳ khó xử, đánh tổn thương hòa khí, không đánh lại không chịu nổi người ta khóc lóc om sòm. Ha ha, đơn giản, tỉnh khả binh cười to, đến, ta cùng Trình Huynh tới một lần, ta vai phản diện, người vai chính diện, triệt để dọa sợ nhà đầu điêu ngoa kia. Được, gia chủ trình ra chỉ chờ câu này của hắn, đi, lúc này gia chủ trình ra không có mang theo những người khác, cùng tỉnh Khả Binh còn có người trẻ tuổi kia của tỉnh ra chung một chỗ, đi về phía trốn đảo Nguyên. Người trẻ tuổi này gọi tỉnh Đông, là xuất sắc nhất trong thế hệ tuổi trẻ tỉnh ra, cũng là đối tượng đem ra cùng trình ra thông ra, tu đạo không đủ ngàn vạn năm, đã thành công bước vào chảm trần, cực kỳ bất phàm. Ba người bước đi, vẹn vẹn chỉ sau một nén hương, bọn họ liền đến lối vào trốn đảo Nguyên. Vẻ mặt của gia chủ trình gia lập tức trở nên nghiêm túc, hắn phái ra người đều có đi không về, để hắn đối với thung lũng này bay lên cảnh giác mãnh liệt thậm chí không dám dễ dàng đặt chân nhưng tỉnh khả binh không hề kiêng kỵ phương diện này thân hình hắn nhảy lên đã đi vào trong cốc kháo tình huống thế nào tỉnh khả binh trợn mắt ngoác mồm bởi vì trong cốc đồng loạt nằm tám người trên người đều đè lên một tảng đá hoặc lớn hoặc nhỏ trong miệng phát ra rên rỉ then chốt là những tảng đá này vừa nhìn chính là cực kỳ phổ thông có càng nhỏ như nắm đấm điều này cũng có thể ép người gọi hoa hoa Phản ứng đầu tiên của tỉnh Khả Binh chính là những người này đang khôi hài, nhưng vấn đề là, hắn còn nhận ra mấy người trong này, đều là tộc lão của trình gia, lần trước hắn đi trình gia còn từng được mấy người này tiếp đón. Mà trong 8 người ngoại trừ một cái, những người khác đều là chảm trần. Các người đây là đang chơi đùa sao, một đám đông người cố ý đè lên người một tảng đá, gọi hừ hừ có ý tứ sao. Gia chủ trình gia cũng đi theo vào, không khỏi biến sắc. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, chỉ có không nghĩ qua hình ảnh như vậy cái này cái này cái này cái này, trong cốc này đến cùng cất giấu cao thủ như thế nào, lại có thể bức đám người trình vô nhai đến mức độ như thế. Hơn nữa, những tảng đá này vừa nhìn chính là cực kỳ phổ thông, tại sao có thể chấn những chảm trần lão tổ này chỉ có thể rên rỉ mà không cách nào bỏ nổi. Ha ha, trình huynh, người tựa hồ nợ ta một lời giải thích ha. Tình khả binh không ngốc, nếu không thì hắn làm sao có khả năng trở thành phân hồn cảnh, càng không thể lên làm chủ một gia tộc. Cái này vừa nhìn liền không đúng, không phải trình gia kiên kỵ tình cảm mới không có đánh bảy tên chảm trần cảnh này chỉ biết ăn cơm sao gia chủ trình gia nghiêm nghị nói tình huynh trong cốc khả năng có một đại địch không thể bất cẩn đại gia ngươi tình khả binh thầm nhổ nước bọt nói cái này nguyên bản không liên quan tới hắn hơn nữa hắn muốn thông gia với trình gia mục đích là muốn chói trình gia đến cùng một chỗ cùng nhau đối kháng liễu gia bởi vì liễu gia ra phân hồn cảnh thứ hai mà liễu tình hai nhà chính là kẻ thù truyền kiếp liễu gia hưng thì tỉnh gia vong, không tìm ngoại viện chính là chờ chết. Nhưng ngoại viện chưa tới đúng chỗ, hắn trước hết đối đầu một người hoặc là thế lực không biết sâu cạn, điều này làm cho hắn há có thể không tức giận. Nhưng mà, liễu gia uy hiếp là chân thực, tỉnh gia cần trợ lực của trình gia. Được, chỉ có thể giúp, trong cốc là người nào làm chủ, xin mời hiện thân gặp mặt. Gia chủ trình gia lớn tiếng nói, trình vinh người cái kẻ vô ơn bạc nghĩa này, lại còn có mặt tới gặp ta. Thanh âm của lăng đông hành vang lên, hắn bước lớn ra ngoài, vẻ mặt giận dữ. Nữ nhi mình lại bị người bỏ, tự nhiên để hắn phẫn nộ không thôi, hận không thể giết hết người trình gia. Trình Vinh chính là gia chủ trình gia, nghe Lăng Đông Hành gọi thẳng tên của hắn, cũng không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Lúc trước Lăng Đông Hành có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, đó là bởi vì sau lưng Lăng gia còn có một côn bằng cung, nhưng hiện tại côn bằng cung đã trở thành lịch sử, vậy Lăng Đông Hành còn muốn cùng hắn đứng ngang hàng. Chỉ là sáng thế cảnh, ở tiên vực ngay cả rắm cũng không tính. Ha 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 ha, tỉnh khả binh cười to, thực sự là buồn cười, một sáng thế cảnh nho nhỏ lại gan to bằng trời như vậy. Trình huynh, người thật là để người ta cưới đến trên đầu rồi. Trình đại nhân, không bằng để vãn bối ra tay, chấn áp người không biết điều này. Tỉnh đông ngạo nhiên nói, chỉ cảm thấy trình ra thực sự là uất ức, lại để một tên sáng thế cảnh diễu võ dương oai ở trước mặt phân hồn. Sắc mặt trình vinh tái xanh, trong lòng hắn có kiêng kỵ, Lăng Đông Hành đương nhiên không thể hạn chế bảy chảm trần lão tổ, trong cốc tất nhiên còn có một vị cường giả bí ẩn, hắn không hiện thân, mình liền khó có thể an tâm. Không biết là đáng sợ nhất, hư, vẫn không có chơi đủ sao, hắn ra tay, tóm về phía tám người bị đá đè kia. Hắn điều khiển nguyên lực, hóa thành tám bàn tay lớn, mỗi một bàn tay lớn đều cầm một tảng đá, muốn dơ những tảng đá này lên. Nhưng sắc mặt hắn lập tức kinh biến, bởi vì trọng lượng của những tảng đá này vượt xa hắn lường trước. Vẹn vẹn chỉ có thể dơ lên một chút xíu. chương 2381, dọa chạy hạ. Trình Vinh vội vàng triệt hồi bảy bàn tay lớn khác, tám đạo nguyên lực hợp nhất, toàn lực đi nhấc một tảng đá. Thẻ thẻ thẻ, đá hơi có chút dao động, nhưng phạm vi cực nhỏ. Lần này, tỉnh Khả Binh cũng hoàn toàn biến sắc, hắn vội vàng khiển trách tỉnh Đông. Đi, tỉnh Đông còn không biết tốt xấu, không phải là một sáng thế cảnh nho nhỏ sao, cần phải có điều kiêng kỵ gì. Hắn còn muốn tranh thủ nói, gia chủ, Câm miệng, đi theo ta. Tỉnh hướng binh trực tiếp ra tay, tóm lấy tỉnh đông, sau đó phi thân liền đi. Sau khi ra khỏi sơn cốc, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vã ra tốc mà đi. Không có ai đuổi theo ra, rất tốt. Tỉnh huynh, tỉnh huynh, trình vinh lớn tiếng kêu lên, nhưng tỉnh hướng binh chạy trốn càng nhanh hơn. Đám người trình vô nhai mặt như màu đất, bọn họ vốn tưởng rằng trình vinh vừa đến, sẽ có thể lập tức cứu bọn họ ra khổ hải. Nhưng trên thực tế, Trình Vinh thậm chí ngay cả động tảng đá cũng khó khăn, đây là tranh lệch thực lực như thế nào. Phải biết Lăng Hàn chỉ hời hợt chuyển mấy tảng đá lại đây, không có gia trì trận pháp, tế luyện mấy ngày mấy đêm gì. Cả người bọn họ run rẩy, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thực lực của Lăng Hàn. Ánh mắt của Trình Vinh lấp lóe, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Trong thùng lũng này có cao thủ tuyệt thế, tuyệt không phải hắn có thể đối kháng. Xèo, thân hình hắn nhảy nhót, chỉ lát nữa là chạy ra khỏi sơn cốc, chỉ thấy hoa mắt, đã trở lại chỗ cũ. Xảy ra chuyện gì, nơi này có trận pháp sao? Mấy người trình vô nhai cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ không ngừng quy a à lại cũng coi như, làm sao trình vinh cũng như thế. Liên tục mấy lần, trình vinh biết mình không thể bỏ chạy, liền đứng vững lại, ánh mắt nhìn về phía lăng đông hành, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn muốn bắt người này, nói không chắc có thể làm con tin, vậy hắn liền có hy vọng thoát thân rồi. Hắn đột nhiên nhào tới lăng đông hành, sau đó một tay thò ra chụp vào cái cổ của lăng đông hành chỉ lát nữa là nắm được hắn chỉ cảm thấy hoa mắt lần thứ hai trở lại tại chỗ trong lòng hắn ngơ ngác biết có vị cường giả kia ở hắn căn bản không thể bắt được lăng đông hành lăng huynh hắn một lần nữa nhìn về phía lăng đông hành trở nên khách khí bất kể như thế nào chúng ta tóm lại là thân gia lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau cùng qua cửa ải khó qua muội muội ngươi lăng đông hành vung quyền đánh tới Oanh, Trình Vinh muốn tránh, nhưng lập tức phát hiện thân thể của mình hoàn toàn bị cầm cố, muốn dơ lên một ngón tay cũng khó khăn. Bởi vậy, cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh lên người hắn, hắn đánh bay lên. Lăng đồng hành đắc thế không tha người, lại xông lên, oanh 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 một trận đánh lung tung. Trình Vinh kêu thảm thiết, lực lượng trong cơ thể hắn ở trong lúc vô tình bị phong ấn, chỉ có thể lấy thể phách ngạnh kháng công kích, nhưng hắn lại không phải chuyên tu thể phách, chỉ là phân hồn cũng chỉ có thể luyện thể phách đến trình độ cao hơn sáng thế cảnh một chút, không đến nỗi bị sáng thế cảnh giết chết, nhưng bị đánh vẫn rất đau. Oanh oanh oanh, oanh Lăng Đồng Hành phát tiết phẫn nộ ra, không ngừng oanh kích Trình Vinh, đánh cho Trình Vinh kêu thảm thiết không dứt, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường cường giả phân hồn lại bị một sáng thế cảnh đánh như chó, vô cùng nhục nhã. Nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ làm sao hóa giải nguy cơ này. Nếu như cường giả bí ẩn này muốn giết hắn, cũng không cần phiền phức như thế đúng hay không? Vì lẽ đó, nếu hắn chịu nỗi khổ ra thịt, nói vậy thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đánh hơn nửa canh giờ sau, Lăng Đông Hành cuối cùng ngừng lại, hắn gần như cũng ra đủ khí. Trình dịch phong đâu, Lăng Đông Hành hỏi, đánh Trình Vinh chỉ là vì hả giận, quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề của con gái, cũng không thể để con gái trở thành quả phụ A. Ở Trình gia, Trình Vinh vội vàng nói, tất cả những thứ này đều từ Trình dịch phong mà lên, hiển nhiên cũng phải từ hắn mà kết thúc. Bảo hắn từng bước từng bước quỳ lại đây. Lăng Đông Hành cắn răng nói, lại dám đổi con gái của hắn. Kháo, lúc trước chính là trình dịch phong trèo cao, hiện tại trình gia đạt được ích lợi thật lớn, mà lăng gia lại mất đi giá trị lợi dụng, liền không chút do so dự quăng con gái của mình. Lẽ nào có lý đó? Vâng, vâng, hiện tại trình vinh chỉ cầu mình thoát thân, còn trình dịch phong làm sao để ở trong lòng? Đừng nói chỉ quỳ lại, dù chặt thành 180 khối hắn cũng không đáng kể. Vậy thì cút cho ta, lăng Đông Hành đá ra một cước. Còn nữa, sau ba ngày, mang theo tất cả mọi thứ những năm này trình ra các ngươi cầm đi từ lang ra chúng ta lại, coi như thiếu một khối tinh thạch cũng không được. Trình Vinh không ngừng gật đầu, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, coi như bán toàn bộ trình ra cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn sống sót là được. Một cường giả phân hồn cảnh hoàn toàn có thể trùng kiến một thế lực mạnh mẽ. Lang Hàn xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ lên người Trình Vinh hai lần, đánh vào vài đạo lực lượng. Không nên vọng tưởng chạy trốn, ta gieo xuống một lớp cấm chế ở trên người của ngươi, sau ba ngày tới tìm ta giải nếu không người tốt nhất nên đi chọn quan tài cho mình thân thể trình vinh nhất thời run lên hắn quả thật có dự định mang theo tinh anh gia tộc cao bay xa chạy nhưng có cấm chế này của lăng hàn tự nhiên để hắn không dám có chút ý nghĩ đi thôi lăng hàn vỗ vỗ vai của hắn thật giống như bạn tốt trình vinh hồn bay phách lạc biết lần này trình ra xong rồi lăng hàn hẳn cũng là phân hồn cảnh điểm ấy hắn có thể khẳng định nhưng tản mát ra khí tức không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu lần người ta căn bản chưa từng xuất hiện liền quản lý hắn không có tính khí, thực lực tranh lệch như trời cùng đất. Hắn cũng không biết làm sao trở lại trình ra, cho đến khi thấy mọi người chen chúc, lúc này mới giật cả mình, tỉnh hồn lại. Lão Tổ Tông, ngài làm sao? Một người đàn ông tuổi trung niên đến gần, cực kỳ anh Tuấn, hơn nữa còn mang theo nụ cười tà khí. Hắn chính là Trình Dịch Phong, có danh xương sát thủ nữ nhân, ngược lại không phải hắn biết giết nữ nhân, mà là mị lực của hắn quá lớn, không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được. Đùng, Trình Vinh quất tới một tát, đánh cho Trình Dịch Phong ở tại chỗ xoay bảy tám vòng, lúc này mới ngừng lại. Lão, lão tổ tông, Trình Dịch Phong trợn to hai mắt, có vẻ cực kỳ vô tội. Chương 2382, để tâm rất khổ. Hắn làm chuyện gì trêu đến lão tổ tông tức giận? Không có a, à, hắn là thấy lão tổ tông hồn vía lên mây, mới cố ý tới lấy lòng, không nghĩ tới nịnh nọt lại vỗ tới trên chân ngựa. Ngươi, ngày mai đi trốn đảo nguyên, đón vợ ngươi trở về cho ta. Trình Vinh đè xuống hỏa khí, nhìn Trình Dịch Phong quát. A, à, Trình Dịch Phong có vẻ rất kinh ngạc, trước không phải gia tộc Hạ lệnh muốn hắn bỏ Lăng Nguyệt Ngôn sao, làm sao hiện tại lại muốn hắn tiếp Lăng Nguyệt Ngôn trở về. Một bước một quỳ, thành ý phải đầy đủ, Trình Vinh lại nói, cái gì? Trình Dịch Phong suýt chút nữa nhảy lên, không chỉ muốn tiếp Lăng Nguyệt Ngôn về, còn muốn một bước một quỳ. Hắn là vạn người mê, mỗi nữ nhân đều coi hắn là tình nhân trong mộng, thật muốn một đường quỳ đi qua như thế sau này còn có nữ nhân nào sẽ đầu hoài tống bão với hắn. Bảo ngươi đi liền đi, muốn chết hay sao? Trình Vinh lại tát qua một cái, hắn đương nhiên sẽ không bị mị lực của Trình Dịch Phong ảnh hưởng mảy may. Trình Dịch Phong chỉ có phần gật đầu, lão tổ tông chính là trời, chính là địa, mỗi một câu nói đều là khuôn vàng thước ngọc, tuyệt đối không thể cãi lời. Sau khi đuổi Trình Dịch Phong đi, Trình Vinh tự nhiên bận bịu những năm này không biết cầm lăng ra bao nhiêu chỗ tốt, dù bán Trình ra cũng không gom đủ, nhưng nhiều một chút thì tốt một chút, tốt xấu cũng phải để Lăng Hàn nhìn thấy thành ý của mình đúng hay không. Lúc ngày thứ hai sắp kết thúc, ngoài cốc đến một người, đi một bước liền quỳ một hồi, lấy tốc độ chậm chậm bước về trong cốc. Đó là Trình Dịch Phong, hắn đương nhiên không thể một đường từ Trình ra quỳ tới đây, nếu không cho hắn 10 ngày nửa tháng còn tạm được, hắn là sắp tiếp cận trốn đảo nguyên, lúc này mới bắt đầu quỳ. Phu quân, Lăng Nguyệt Ngôn thấy thế, lập tức muốn lao ra, lại bị Lăng Hàn đưa tay chặn lại. Đùa giỡn, quy chút ấy đã muốn lừa dối qua ải. Ca, tính cách của Lăng Nguyệt Ngôn nhu nhược, nhìn thấy ái lang đầy mặt thâm tình cũng đã hoàn toàn tha thứ đối phương, dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn không hề bị lay động, lần này không cho Trình Dịch Phong một cái giáo huấn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn hơi điểm nhẹ, Trình Dịch Phong lập tức lộ ra vẻ thống khổ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình nặng hơn vạn cân, căn bản đứng cũng không đứng lên nổi. Quỳ đi tới đây, coi như người qua ải, bằng không. Lăng Hàn chỉ chỉ tám người Trình Vô Nhai còn bị trấn áp trong cốc. Bọn họ chính là tấm gương của ngươi. Trình Dịch Phong vốn định cầu khẩn Lăng Nguyệt Ngôn, nhưng nhìn thấy dáng dấp thống khổ của đám người Trình Vô Nhai, hắn lập tức dùng mình, diệt đi ý nghĩ này. Vẫn là ngoan ngoãn bỏ đi, hắn ra sức bò về phía trong cốc, nhưng trọng lực vô tận tác dụng ở trên người, để xương cốt của hắn thẻ thẻ vang vọng, hầu như muốn đứt đoạn mất, mồ hôi lạnh không ngừng tràn ra, để hắn vạn phần thống khổ. Hắn không phải là người ý chí kiên định gì, rất nhanh liền nằm bò trên đất, làm sao cũng không thể động đậy. Lăng Nguyệt Ngôn nhìn mà đau lòng, chỉ là bị cha mẹ lôi kéo, không thể lao ra. Lăng Hàn thứ nhất là muốn cho Trình Dịch Phong cái giáo huấn, mặt khác cũng có ý rèn luyện đối phương, nếu thành em rể của hắn, hơn nữa con trai, cháu trai cũng sinh một đống lớn, cái này đâu chỉ gạo nấu thành cơm đơn giản, đã đốt cháy khét rồi. Vì lẽ đó, không thể thay đổi sự thực đã thành, Lăng Hàn liền chỉ có mài rũa tảng đá ngu rốt này một chút, chỉ ít cũng có thể mài sáng, có chút tác dụng một chút, không giống hiện tại, chỉ có một cái gương mặt tuấn tú, miệng biết dỗ dành nữ nhân hài lòng. Trình dịch phong nằm bò nửa ngày, thấy Lăng Nguyệt Ngôn vẫn không có hiện thân, không thể làm gì khác hơn là ra sức bò tiếp, trọng lực không phải là hắn nằm úp sắp sẽ biến mất, hắn cũng muốn nhanh một chút kết thúc thống khổ như thế. Hai ngày đi qua, hắn chỉ miễn cưỡng leo qua một phần ba khoảng cách, lúc này, Trình Vinh lại tới nữa. Hắn lấy ra vài cái không gian thần khí, bên trong mỗi một kiện không gian thần khí đều chứa đầy tài nguyên tu luyện có đan dược có tinh thạch có thần thiết hắn biết cái này còn thiếu rất nhiều nhìn lăng đông hành giải thích xác thực đã chuyển hết trình ra rồi sau này nhất định sẽ chậm rãi trả làm sao đều sẽ không khất nợ lăng đông hành nhìn về phía lăng hàn nói hàn nhi ngươi nói thế nào con trai là trụ cột hắn sẵn lòng để lăng hàn tới quyết định lăng hàn cười cợt nói vậy thì phải xem người em rể này của ta biểu hiện có thể bò tới đây vậy vẫn là em rể ta chính là người một nhà sự tình người một nhà đương nhiên dễ thương lượng trong lòng trình vinh rõ ràng nếu như trình dịch phong bò không tới vậy liền không phải em rể của lăng hàn vậy mọi người cũng sẽ không là người một nhà lăng hàn liền tuyệt đối sẽ không khách khí dịch phong nhất định có thể làm được hắn vội vã biểu đạt thay trình dịch phong thầm nghĩ coi như bò đứt đoạn mất xương cốt cũng phải bỏ qua lăng hàn chỉ là cười cợt vì cái muội muội này hắn cũng đúng để tâm rất khổ Trình dịch phong tổng cộng dùng 7 ngày mới bỏ đến trong thung lũng. Điều này làm cho Lăng Hàn sau khi thất vọng vẫn hơi có chút vui mừng, bởi vì hắn không nghĩ tới trình dịch phong vô dụng như vậy, lại tiêu tốn 7 ngày mới có thể bỏ tới đây, nhưng trước sau có thể tiếp tục kiên trì nói rõ hắn người này còn có một tia tác dụng. Lăng Hàn cũng không có dễ dàng liền buông tha trình dịch phong, hắn châm biếm một phen, để hắn cúi đầu áp tai với Lăng Nguyệt Ngôn, lúc này mới bỏ qua. Mặt khác, nữ hoàng cũng lôi kéo Lăng Nguyệt Ngôn tiến hành đặc huấn, dạy nàng phải cường thế. Không nên hoài nghi sức ảnh hưởng của nữ hoàng, nàng có một loại mị lực khiến người ta ở trong lúc vô tình liền thần phục, nghe lời, nam nữ thông sát. Hai bút cùng vẽ, lăng nguyệt ngôn mới rốt cục có một chút xíu cường thế, tuy không thể đạt đến lăng hàn mong muốn, nhưng dù sao cũng hơn trước đây rất nhiều. Trình gia đương nhiên xuất huyết, tuy lăng hàn không có ý nghĩ diệt trình gia, nhưng gia tộc này thực sự là không chân chính, lăng hàn cũng không chút khách khí, làm hết sức mà bóc lột, để người Trình gia đều là tiếng oán than dậy đất. Nhưng bọn họ có thể trách ai? Hiện tại bọn họ được hưởng tất cả cơ bản đến từ Lăng gia, hơn nữa còn ở thời điểm Lăng gia thất thế tàn nhẫn đạp một cước, Lăng Hàn không có san bằng Trình gia đã rất tốt. Chương 2383, phong trấn. Đối với ba con trai của Lăng Nguyệt Ngôn, Lăng Hàn làm cậu đương nhiên sẽ không keo kiệt, dành cho lượng lớn tài nguyên tu luyện, hắn là Đan Đạo Đế Vương bây giờ đã bước vào hàng ngũ tứ tinh đại sư tiện tay luyện chế ra đan dược đều có diệu dụng vô thượng đáng tiếc chính là trảm trần cần mình bước vào hoặc là lang hàn thành tựu tiên vương chân chính nắm giữ một loại bí lực nào đó của thiên địa mới có thể mạnh mẽ đưa người lên trảm trần nhưng trảm trần như vậy không có sức chiến đấu gì hoàn toàn chính là một cái thủng rỗng điểm ấy lăng hàn cũng không lưu ý chỉ cần thành tựu trảm trần vậy liền nắm giữ tuổi thọ vô hạn mà chờ lăng hàn thành thiên tôn nhảy ra thế giới này ngay cả thiên nhân kiếp của người khác cũng có thể hóa giải, vậy người đứng bên cạnh hắn liền thật bất tử bất diệt. Hắn vốn thần dũng vô địch, bây giờ ban phát như thế, tự nhiên để ba con trai của Lăng Nguyệt Ngôn, cùng với con trai, cháu trai, đời cháu chắt của bọn họ đều khâm phục Lăng Hàn đến sát đất, tôn sùng là thần linh. Lăng Hàn dự định mang theo cha mẹ rời đi, nhưng vợ chồng Lăng Đông Hành lại nói bọn họ không ôm chí lớn, hơn nữa ở đây cũng ở quen thuộc, không muốn rời đi. Không chỉ bọn họ, ngay cả một chút người trẻ tuổi như Lăng Nguyệt Ngôn cũng như thế. Hơn 10.000 năm qua bình tĩnh sinh sống, bọn họ đã không có tinh thần mạo hiểm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có miễn cưỡng, lấy hắn hiểu rõ thương chỉ vi, còn không đến mức dùng cha mẹ hắn đến uy hiếp hắn hiện thân. Mà có uy danh của hắn, cái gì trình ra, tỉnh ra đều sẽ không dám sằng bậy. Lăng Hàn quyết định mang theo các nữ hách liên tầm tuyết xuất phát. Chuyện này hổ nữ tự nhiên cực kỳ bất mãn, ngay cả những đại yêu tinh như nữ hoàng, như yêu nữ còn không có thoát khỏi Tại sao lại đến một đống tiểu yêu tinh Đáng ghét, đáng ghét Nàng chỉ là phát chút tính khí nhỏ Ăn chút khen tuông, một lát sau liền không sao Thái âm vương cùng rực song song Cũng nói muốn cùng lăng hàn đi ra ngoài sông sáo Mặt khác, các nàng có cơ hội Cũng muốn tiến vào cổ giới một chuyến Bởi vì nhà của rực song song ở cổ giới Mà thái âm vương còn chưa từng đi cổ giới Đáng tiếc Muốn đưa người xuống cổ giới Tiên phủ cảnh là tối thiểu Hiện tại lăng hàn không có năng lực như vậy chỉ có thể sau này hãy nói. Hắn đối với cổ giới đúng là không có quá nhiều lưu luyến, đại bộ phận người đều bị hắn mang đi tiên vực, muốn gặp, đi đông tiên vực liền có thể. Cùng cha mẹ, muội muội ở chung mấy ngày, lang hàn liền xuất phát lên đường, hắn là thuộc về người rừng không được, vì võ đạo mà sinh, cũng vì võ đạo mà chết. Tuy thiên thánh cung cũng ở trong côn bằng thiên, nhưng cách côn bằng cung rất xa, cần đại khái 20 ngày, có điều trong côn bằng thiên có thật nhiều cửa truyền tống. Bố trí cửa truyền tống vượt qua cương vực quá khó, cũng chỉ có Tiên Vương tầng 9 côn bằng nguyên thú trời sinh thuộc tính không gian mới có thể bố trí, bởi vậy, cửa truyền tống vượt qua cương vực chỉ ở trong côn bằng cung, hiện tại bị Tứ Hải cung chiếm lĩnh, nắm giữ. Mà bởi vì côn bằng nguyên thú, trong côn bằng thiên vẫn có lượng lớn cửa truyền tống cấp thấp, có thể để người ta ở trong côn bằng thiên tới lui tự nhiên, tiết kiệm thời gian. Thiên Thánh cung là thế lực tám tinh, đương nhiên cũng có cửa truyền tống như vậy có thể thẳng tới đoàn người lăng hàn liền quyết định dùng cửa truyền tống tiến hành chạy đi dù sao có thời điểm lười biếng ai lại sẵn lòng lao động hai chân lại không có nửa điểm chỗ tốt cửa truyền tống cách bọn họ gần nhất ở xa thanh trấn ở đây sử dụng cửa truyền tống có thể đi thẳng tới hồng anh trấn dưới chân núi thiên thánh cung đương nhiên không thể trực tiếp tiến vào thiên thánh cung đùa giỡn thế lực tám tinh sao có thể xông loạn bọn họ chỉ đi gần nửa ngày liền đến xa thanh trấn nhưng kinh ngạc phát hiện lối vào trấn nhỏ lại có người canh gác người đi vào đều phải bị lục soát, đặc biệt là không gian thần khí, nhất định phải toàn bộ giao ra tiến hành kiểm tra. Hừ, còn nói giao toàn bộ không gian thần khí ra, cái này là cái gì? Ở trước mặt của Lăng Hàn, đang có người đang tiến hành kiểm tra, bị tìm ra một cái không gian thần khí cất giấu ở trong người. Ha ha, là tiểu nhân đã quên còn có thứ này. Lão giả bị lục soát kia đầy mặt đều là nụ cười lấy lòng. Không thành thật, tịch thu. Người lục soát lạnh lùng nói, muốn thu hồi không gian thần khí. Trả ta, lão giả nhào tới, một bộ liều mạng, đánh chết, bảy người ở cửa chấn đồng thời ra tay, cầm trong tay trường mâu đâm về phía lão giả kia. Lăng hàn hừ một tiếng, một luồng khí thế của đế giả sung kích mà qua, đùng đùng đùng, trường mâu trong tay bảy người nhất thời rơi xuống. Bọn họ không khỏi ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía lăng hàn, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực của người này thật mạnh, vượt xa bọn hắn. Có điều, bảy người kia rất nhanh bình tĩnh lại, một người cầm đầu nói các hạ khuyên người vẫn là bớt lo chuyện bao đồng đi chúng ta là đệ tử của long vũ điện đang phụng mệnh truy bắt mấy hung đồ vì lẽ đó các ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp đi bằng không giết không tha long vũ điện lăng hàn nhìn về phía hổ nữ hắn thật là chưa từng nghe nói cái thế lực này há một thế lực nhỏ của tiên phủ cảnh nữ cũng thỉnh thoảng nghe nói hổ nữ nghĩ cái gì nói cái ấy lăng hàn nở nụ cười cái thế lực tiên phủ cảnh này cũng thật là gan to bằng trời ở côn bằng thiên lại dám phong trấn bắt người không biết vì tùy tiện tiện liền sẽ gặp phải cái đinh sao tỷ như hổ nữ là thiếu cung chủ của côn bằng cung đương nhiên hiện tại nàng đã thất thế nhưng nếu như lăng hàn sẵn lòng hoàn toàn có thể lấy tên tuổi của tứ hải cung rêu dao hiện tại côn bằng thiên này đều là tứ hải cung định đoạt điều này cũng không phải lý do các người có thể lấy công làm tư lăng hàn từ tốn nói Rõ ràng những người này chính là muốn thừa cơ hội này thừa cơ kiếm chắc, chỉ cần phát hiện không gian thần khí có thứ tốt sẽ lấy ra nuốt trộm. Mà lão giả này tư tàng không gian thần khí, bọn họ liền muốn xuống tay giết chết, cực kỳ ác độc. Ha ha, các hạ đối với Long Vũ Điện chúng ta làm việc có cái gì bất mãn sao? Một tiếng cười lạnh, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh từ trong trấn đi ra, khí tức của phân hồn cảnh cuồn cuộn. Chương 2384, con trai gặp nạn. Nam tử mặc áo xanh chắp tay mà đi mang theo vẻ bế nghế, dùng con mắt móc nghiêng nhìn Lăng Hàn, mà khi ánh mắt đảo qua đám người nữ hoàng, không khỏi hào quang rực rỡ. Nữ nhân đẹp quá, hơn nữa không chỉ một cái, mỗi người đều đẹp đến khiến lòng người lay động. Càng là hoàng giả đế giả, năng lực tự kiềm chế liền càng mạnh, bởi vì bọn họ đều có mục tiêu cao thượng muốn đi thực hiện, đương nhiên sẽ không tiêu quá nhiều tinh lực ở hưởng lạc, chỉ là lay động theo từng cơn sóng, có rất ít theo đuổi sắc dục. Nhưng người thiên phú càng kém, lại càng sẽ bị vật chất, sắc đẹp mê hoặc, bởi vì bọn họ đã không có trí tiến thủ tự nhiên chỉ muốn tìm niềm vui nam tử mặc áo xanh này chính là như vậy bước vào phân hồn cũng là gặp may đúng dịp năm xưa được một viên cửu luyện tiên đan do ngũ tinh dược sư luyện chế lúc này mới giúp hắn đẩy ra cánh cửa phân hồn nhưng bước vào phân hồn hắn liền không cách nào tiến thêm một bước nữa nhưng phân hồn so với chảm trần là bản chất bay qua hắn cũng tự mình cảm giác hài lòng một bước như thế không biết để bao nhiêu người chỉ có thể ngước nhìn còn không quỳ xuống nam tử mặc áo xanh kia lạnh lùng nói khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng hắn ước gì lăng hàn phản kháng như vậy hắn liền có lý do bắt người dù sao long vũ điện cũng cần mặt mũi truyền đi ác danh hắn trắng trợn cướp đoạt nữ nhân vậy nhiều người chỉ trích lòng vũ điện dưới áp lực bách bức sẽ khai trừ hắn thậm chí tiến hành nghiêm trị lăng hàn cười ha ha hỏi ngược lại ngươi muốn chết sao lớn mật nam tử mặc áo xanh cau mày lại nhưng trong lòng mừng lớn rất tốt tiếp tục tìm đường chết đi lại dám uy hiếp người của Long Vũ Điện, người đây là tự tìm đường chết. Đùng, Lăng Hàn ra tay, một cái tát dán tới, kinh phong đáng sợ thổi qua, trong nháy mắt nam tử mặc áo xanh liền bị bão táp vô tình nhấn chìm, đợi đến kinh phong qua đi, hắn chỉ còn dư lại một hàm răng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Kết cục của không biết nói chuyện, Lăng Hàn từ tốn nói, hắn đối với tâm tư của nam tử mặc áo xanh này rõ như lòng bàn tay, bởi vậy ra tay cũng không chút khách khí. Bảy tên thủ vệ kia sợ đến mặt trắng xám, kia là minh đồng đại nhân, cường giả dương hồn cảnh, lại bị người một tát đập chết. Các ngươi, lăng hàn đưa mắt quét qua, tha các ngươi một mạng, nhưng sau này các ngươi cũng đừng hòng làm ác tiếp. Hắn vỗ nhẹ một trường, đánh ra bảy đạo kinh khí, nhất thời phế bỏ tu vi của bảy người này. Bảy người kia nhất thời đầy mặt mờ mịt, không còn đạo hạnh, bọn họ còn có thể làm gì. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, cất bước liền đi. Hổ nữ hì hì nở nụ cười, chạy tới nhấc chân liền đá, đùng đùng đùng, dưới bảy cước bảy người kia nhất thời bị nàng đá biến mất ở không trung phải nhớ mang lễ vật trở về a à, nàng đặt một cánh tay ngọc lên trên mắt làm hình dáng nhìn xa lớn tiếng nói mọi người không khỏi mỉm cười tiểu nha đầu vẫn là trước sau như một bọn họ vừa định tiến vào trấn đã thấy trong rừng rậm ngoài trấn có người chạy ra một bên chạy về phía bọn họ một bên vung vẩy nắm tay mỹ nữ tỷ tỷ ô lang hàn không khỏi kinh ngạc bởi vì đây là một nữ nhân hơn nữa hắn còn nhận thức Trần Sương Sương, con dâu tương lai của hắn. Cũng thật đúng dịp, đến chỗ nào cũng có thể gặp gỡ nha đầu này. Lăng Hàn ngừng lại, chúng nữ cũng ngừng lại, ngoại trừ hổ nữ, nữ hoàng, nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ biết thân phận của nàng ra. Các nữ hách liên tầm tuyết còn tưởng rằng đó là một hồng nhan chi kỹ nào đó của Lăng Hàn, nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Các nàng cũng không muốn Lăng Hàn kiếm nhiều tỉ muội hơn nữa. Tỉ tỉ, Trần Sương Sương đánh tới, cũng không để ý mình kỳ thực còn lớn hơn đại bộ phận người ở đây, dính lên một cái liền hô tỉ tỉ sờ sờ ngọc thủ của đối phương đầy mặt đều là đốm nhỏ lăng hàn chỉ cảm thấy quái lạ còn dầu đùa giỡn mẹ chồng cái này xem như là chuyện gì này 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 có chuyện liền nói không nên tái máy tay chân còn có nhanh lau nước miếng đi hắn nói Trần xương xương vội vã đưa tay lau khóe miệng sau đó đột nhiên a à một hồi nói suýt chút nữa đã quên chính sự đám người lăng hàn không khỏi thở dài nhà đầu này cũng thực là thần kinh lớn lại nhìn mỹ nữ đến quen chính sự. Cái chính sự gì, Lăng Hàn cười nói, đối với con dâu hắn đương nhiên sẽ không thiếu hụt kiên trì, cực kỳ dễ tính. Lăng sư đệ của ta gặp phải nguy hiểm, các ngươi không phải bà con xa của hắn sao, có thể giúp hắn một tay hay không? Trần Sương Sương hỏi, hả, trong lòng Lăng Hàn nhất thời dâng lên một luồng sát ý, ai muốn bất lợi với con trai của mình? Hách liên tầm tuyết càng gấp đến độ nắm lấy hai tay của Trần Sương Sương. Kiến tuyết làm sao, ồ, oh, Mỹ nữ tỷ tỷ, người biết lăng sư đệ. Nha, các người đều là bà con xa sao. Trần Sương Sương tò mò nói, nàng có chút mờ mịt, làm sao bà con xa của lăng sư đệ nhiều như vậy, hơn nữa mỗi người đều là đại mỹ nữ, đẹp đến nổi bong bóng. Lăng Hàn nhất thời có kích động đánh người, hiện tại là thời điểm hiếu kỳ cái này sao? Hắn ho khan một hồi nói, kiến tuyết đến cùng làm sao? Ồ, lúc này Trần Sương Sương mới phục hồi tinh thần lại, ta cùng lăng sư đệ ra ngoài rèn luyện, ở chung quanh đây phát hiện một cổ mộ, bên trong đạt được một tiên kiếm, kết quả những người của Long Vũ Điện kia cũng phát hiện nơi này, buộc chúng ta giao tiên kiếm ra, lăng sư đệ không chịu, kết quả đánh nhau. Trần Sương Sương tự thuật, trong chiến đấu, lăng sư đệ vì cứu ta, đã trúng một kích, kết quả chịu trọng thương, còn có độc thương, dựa vào thuốc trên người chúng ta căn bản không thể chữa trị. Chúng ta muốn về, nhưng người Long Vũ Điện lại không chịu buông tha chúng ta, vẫn truy sát ở phía sau, một đường đuổi đến nơi này. Thương thế của lăng sư đệ càng ngày càng nặng, ta liền dự định xông vào chấn này, dùng cửa truyền tống về tông môn, gọi cứu binh. Kết quả liền gặp phải các ngươi, ta lo lắng lăng sư đệ không kéo được lâu như vậy, các ngươi rất lợi hại, có thể hỗ trợ đúng hay không? Lăng hàn tóm lấy nàng, dưới chân đã chạy vội, dẫn đường, hắn tâm nhớ con trai, tự nhiên không thể lại bảo lưu, oanh, lực lượng trong cơ thể toàn bộ phát tán ra, thân hình hắn bão tố, nhanh vô cùng. Một tay khác tóm lấy các nàng hổ nữ, trong nháy mắt liền rời đi chấn nhỏ. Chương 2385, giết, Trần Sương Sương nhất thời có một loại khó chịu đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa nhưng làm sao cũng phun không ra, bị Lăng Hàn hỏi vài lần mới lên tinh thần chỉ đường. Nàng kinh hãi, tốc độ này của Lăng Hàn cũng quá nhanh, vượt xa cực hạn của phân hồn cảnh. Người của Long Vũ Điện biết các ngươi là đệ tử của Thiên Thánh Cung sao? Lăng Hàn hỏi, nếu không thì chỉ là thế lực tiên phủ cảnh sao dám tiếp xúc sâu hùm của thế lực tiên vương tầng tám? Biết, không nghĩ tới Trần xương Sương gật đầu, chúng ta đã sớm cho thấy thân phận, nhưng bọn họ hùng hổ dọa người, chiêu nào chiêu nấy hạ tử thủ. Lăng Hàn nhất thời rõ ràng, e là tiên kiếm này quá mức quý giá, làm cho đối phương quyết tâm diệt khẩu. Hắn vốn tưởng rằng tiên kiếm này chỉ là ngô tinh, lục tinh chuẩn tiên khí tầm thường, nhưng bây giờ nhìn lại, có thể đạt đến thất tinh bát tinh, thậm chí cửu tinh, thập tinh. Nhưng đồ chơi này càng quý giá, lăng kiến tuyết càng nguy hiểm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, triển khai hư linh không gian, lại ra tốc thời với mình gian, tốc độ của Lăng Hàn đừng nói vượt xa phân hồn, ở trong tiên phủ cũng có thể xếp vào hàng đầu. Chỉ một chút thời gian, bọn họ liền đến một thị trấn nhỏ khác, nhưng nơi này thình lình tất cả đều là võ giả. Không được, người của Long Vũ Điện tìm tới đây rồi. Trần Sương Sương lập tức kinh ngạc thốt lên, nghe nàng nói như thế, hách liên tầm tuyết nhất thời lộ ra vẻ sốt sắng. Thần thức của Lăng Hàn quét qua, lắc đầu một cái nói. Không cần phải gấp gáp, bọn họ còn không có tìm được kiến tuyết người trong trấn đều tìm tòi từng nhà vậy chứng minh còn không có tìm được lăng kiến tuyết trong lòng hách liên tầm tuyết hơi rộng nhưng lập tức nhìn về phía lăng hàn nhanh nghĩ biện pháp lăng hàn gật đầu ân hắn trước thả mọi người xuống sau đó hỏi trần sương sương làm sao liên hệ kiến tuyết hiện tại không có cách nào trần sương sương vẫy vẫy tay ta cùng lăng sư đệ hẹn cẩn thận sau ba ngày gặp lại ở trong rừng rậm phụ cận những thời gian khác tất nhiên là người của Long Vũ Điện giả trang ta. Vì lẽ đó, hiện tại coi như ta lớn tiếng gọi, Lăng Sư Đệ cũng chỉ cho là cái chồng, sẽ không hiện thân. Tiên nhân muốn thay đổi thanh âm cực kỳ dễ dàng, chỉ là khí thức không dễ dàng mô phỏng theo, nếu như Trần Sương Sương chỉ ở phía xa kêu to, Lăng Kiến Tuyết xác thực không thể tin thân phận của nàng. Còn phải chờ ba ngày, Lăng Hàn đè xuống sát ý trong lòng, ngược lại cái chấn nhỏ này nhất cử nhất động đều ở dưới thần thức của hắn bao phủ, nếu như Long Vũ Điện tìm được Lăng Kiến Tuyết, hắn cũng có thể ngay lập tức giết ra ngoài, cứu con trai. Nói nếu như đối phương không có thể tìm được con trai, vậy sau ba ngày lại vào trong rừng rậm chờ đợi. Nghĩ như vậy, tâm của hắn rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng sát khí rực cháy vô hạn. Lại dám săn giết con trai của hắn, vậy các người đều chết đi cho ta. Sắc mặt lăng hàn âm trầm, nhanh chân bước về trong trấn các nữ theo sau, ngay cả nữ hoàng cũng tức giận, mắt phượng tràn ra sát khí. Dám động người của lăng gia chết. Nơi này đã phong tỏa, nếu không muốn chết, cút nhanh lên. Khi bọn họ tiến vào thôn trấn, lập tức liền có một thanh niên nhảy ra ngoài, ngăn trở đường đi của bọn họ. Người trẻ tuổi này chỉ là sáng thế cảnh, nhưng trên mặt mang theo vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn, khi thấy đám người nữ hoàng, nhất thời lộ ra vẻ tham lam. Lăng Hàn cũng không đáp ứng, chỉ một quyền oanh qua, oanh, người này nhất thời bị đánh nổ, hóa thành mưa máu đầy trời. Thập cử thiếu, thấy cảnh này, người phụ cận đều kinh ngạc thốt lên, sau đó lạnh run. Người trẻ tuổi này là con trai thứ 19 của Long Vũ Điện Điện chủ Tùy Nguyên Lương, mà Tùy Nguyên Lương rất giỏi gieo giống, nhìn nữ nhiều đến 34 người. Đối với một vị tiên nhân mà nói, đây là một con số kinh người. Tu vi càng cao, tinh hoa liền càng nội liếm, năng lực kéo dài đời kế tiếp liền càng thấp. Nhìn nữ hoàng, thiên phượng thần nữ liền biết, qua nhiều năm như thế cái bụng căn bản không thấy nhô lên, có thể thấy được độ khó muốn sinh đời sau cao bao nhiêu. Nhưng Tùy Nguyên Lương cũng không phải chỉ lo hưởng lạc, hắn đối với con cái của mình đều cực kỳ thương yêu, năm xưa con thứ 11 của hắn ở di tích cổ tử vong, chín tên đệ tử Long Vũ Điện đồng hành đều bị hắn nổi giận oanh giết, cực kỳ hung tàn. Hiện tại thập cửu thiếu ở trước mặt bọn họ bị đánh giết, có thể tưởng tượng được, bọn họ cứu viện bất lực, sẽ phải chịu trừng phạt khủng bố bao nhiêu. a à, có mấy người giết gào, thậm chí ngay cả lục soát cũng không để ý, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Bọn họ không muốn chết, ngược lại cũng là một người cô đơn, không ràng buộc, tự nhiên là chạy mất dép phốc, 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 chỉ thấy ánh kiếm xẹt qua, mấy người đào tẩu kia nhất thời bị cắt thành mảnh vỡ, một người đàn ông tuổi trung niên từ trong huyết quang đạp bước mà đến, trong tay nắm một thanh kiếm dài ba thước, còn đang chảy máu. Lâm trận mà chạy, lập tức xử tử, hắn uy nghiêm đáng sợ nói, ánh mắt dán vào lăng hàn, cũng không biết có phải là bởi vì máu tươi hay không, hai mắt của hắn cũng nhiễm một chút hồng hào. Đây là một tên trảm trần lão tổ, hơn nữa còn là tam trảm, vì lẽ đó hắn rất tự tin. Lang Hàn thở ơ không để ý vẫn đấm ra một quyền oanh không có chút hồi hộp nào người này cũng bị đánh nổ thành mưa máu hắn không ngừng bước tiếp tục đi về phía trong trấn khí tức kinh khủng kéo lên vô hạn sát ý sôi trào xeo 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 từng bóng người bắn tới đại bộ phận lại là cường giả phân hồn đây là một thế lực tam tinh đương nhiên không thiếu cường giả phân hồn thậm chí Long Vũ Điện còn là thế lực tam tinh cực kỳ cường thế chẳng những có tiên phủ cảnh điện chủ tùy nguyên lương thậm chí còn là cường giả ngũ bí, cường giả tiên phủ dưới trướng đều là lấy 10 tính toán. Ngươi là người nào? Một tên cường giả âm hồn quát hỏi. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, soạt, trong mắt bắn ra một luồng ánh kiếm, chỉ cắt một cái mà thôi, người kia liền bị chia ra làm hai, hóa thành hai mảnh thân thể tàn phế, phốc, máu tươi phun mạnh. Người của Long Vũ Điện đều kinh hãi, cường giả âm hồn lại không phải đối thủ của Lăng Hàn, thậm chí một cái ánh mắt cũng không cách nào ngang hàng. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên, Hiện tại hắn không có hứng thú nói chuyện, chỉ muốn giết người. Chương 2386, mạnh đến nỗi nghịch thiên thượng. Đứng lại, lại có một người nhảy ra, lần này chính là cường giả Thiên hồn, Lăng Hàn vừa ra tay mọi người liền có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Thiên hồn, bởi vậy, tương tự là cường giả Thiên hồn đương nhiên đủ để ngang hàng. Thật là to gan, lại dám giết đệ tử của Long Vũ điện ta, tội ngươi nên vạn. Phốc, Lăng Hàn oanh qua một quyền, tên Thiên hồn cảnh này lập tức hóa thành mưa máu cái gì lần này tất cả mọi người hoảng hốt không phải mọi người đồng dạng là thiên hồn cảnh sao làm sao thực lực tranh lệch sẽ to lớn như thế hắn nhất định là vương giả do đại giáo bồi dưỡng được mới có thể cung cấp vô địch nói không chắc chính là đệ tử của thiên thánh cung lẽ nào nhận được tin tức tới rồi không thể nếu như thật thu được tin tức thì tuyệt đối không thể là mấy tiểu nhân vật như thế giết một cái cũng không thể thả chạy toàn bộ diệt khẩu người của long vũ điện dùng thần thức giao lưu một phen Lần thứ hai nhìn chằm chằm đám người lăng hàn, trong ánh mắt sát ý sôi trào. Gia hỏa thật cuồng, cho rằng điện chủ đại nhân không ở đây, ngươi liền có thể hoành hành bá đạo. Một tên cường giả tiên phủ cảnh đạp bước mà ra, hắn hai tay đặt phía sau, có vẻ cực kỳ nắm chắc. Xác thực như vậy, hắn là tiên phủ cảnh, hoàn toàn nghiền ép phân hồn, cần lưu ý cái gì? Lăng hàn liếc mắt nhìn hắn, nhất bí sao? Giết, hắn lại ra một quyền, đánh tới tiên phủ cảnh kia. Không biết lợi hại tiên phủ cảnh kia giận dữ chỉ là phân hồn mà thôi lại dám chủ động ra tay với hắn gan người này lớn đến bao nhiêu hắn cũng đấm ra một quyền nghênh tiếp về phía lăng hàn quyền kinh của lăng hàn hóa thành một con mãnh hổ bốn vó bước động nhằm về phía tiên phủ cảnh kia oanh đối phương đánh ra quyền kinh bị nổ nát lập tức ở trong ánh mắt khó mà tin nổi của tiên phủ cảnh kia quyền kinh mãnh hổ tập kích đến hắn vội vã lách đi nhưng huyết nhục trên hai tay bị oanh vỡ lộ ra bạch cốt âm u sau đó những bạch cốt này cũng nát tan, hóa thành cặn bã. Quyền kinh không ngừng lại mà tiếp tục ép qua, huyết nhục trên thân thể tiên phủ cảnh kia cũng trong lúc đó đập vỡ tan thành cặn bã, hiện ra một bộ xương trắng hiếu, sau đó bộ xương bị đập vỡ tan, hóa thành hư vô. Một tên cường giả tiên phủ cảnh, bị một quyền trực tiếp đánh chết, ngay cả một hạt xương nhỏ cũng không hề lưu lại. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái này, phân hồn giết chết tiên phủ, phân hồn giết chết tiên phủ, phân hồn giết chết tiên phủ trong đầu của mỗi người đều vang vọng sáu chữ như thế, để bọn họ hoàn toàn không có bất luận những ý nghĩ khác. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đi về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vũ Điện lại không người nào dám đi ra ngăn cản hắn. Mọi người còn ở trong kinh ngạc mãnh liệt, căn bản không thể tỉnh hồn được. Phân hồn giết tiên phủ, hơn nữa còn là một chiêu miểu sát. Đệt, cho đến khi Lăng Hàn đi sắp hơn 20 bước, những người này rốt cục phục hồi tinh thần lại, Lần thứ hai có cường giả chặn lại đường đi của Lăng Hàn. Lần này trực tiếp lên một tam bí, nhất bí bị thuấn sát, vậy lên nhị bí phỏng trừng cũng nát, vẫn là tam bí bảo hiểm. Hơn nữa, hiện tại người mạnh nhất của Long Vũ Điện Lưu ở chỗ này cũng chỉ có tam bí. Hắn không lên, sẽ không có người càng mạnh hơn lên. Hắn gọi triệu chấn, chính là một cường giả tiên phủ lâu năm, đặt chân cảnh giới này đã hơn 7.100 triệu năm, nguyên bản là một giới tán tu được tùy nguyên lương mời chào từ đó về sau liền thành long vũ điện tam điện chủ đại điện chủ đương nhiên là tùy nguyên lương nhị điện chủ là một cường giả tứ bí tên là đường đào hãy xưng tên ra triệu chân quát lên lăng hàn biểu hiện quá mức nghịch thiên để hắn không thể không nghiêm nghị đối mặt không dám xem đối phương là phân hồn cảnh tuy lăng hàn đúng là phân hồn lăng hàn ngắm hắn một chút vẫn đấm ra một quyền oanh cú đấm này vẫn bá đạo như cũ triệu chân hét lớn một tiếng lấy ra một thanh đại đao màu xanh lục, chém về phía quyền kinh. Oanh, ánh đao chống đỡ lên nắm đấm, oanh, nhất thời có ánh sáng vô tận bắn ra, triệu chấn duy trì tư thế múa đao, nhưng thân thể bị lực lượng bá đạo thúc đẩy lùi về sau, ở trên đường sẻng ra hai cái hào sâu ngấn. Hắn liên tiếp lùi 900 trượng, hầu như lùi tới một đầu biên giới khác của chấn nhỏ, lúc này mới ngừng lại, chỉ cảm thấy hai tay run run dữ dội, sắp không cầm được chuôi đao. Mọi người của Long Vũ Điện đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên bùng nổ ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa sốt cục có cường giả xuất hiện đỡ được lăng hàn hô bọn họ đều thở phào nhẹ nhóm suýt chút nữa cho rằng lăng hàn có thể nghịch thiên vô hạn có thể tàn sát hết tiên phủ a à, đột nhiên triệu chấn phun máu hai tay không cầm được trường đao đùng rơi xuống đất hai tay run rẩy chỉ thấy trên tay đẫm máu đây là bị phá vỡ cũng không quan trọng nhưng trong miệng phun ra máu tươi liền dọa người tất cả đều là từng khối từng khối thịt nát đó là mảnh vỡ nội tạng trong cơ thể hắn ở dưới quyền lực rung động mà phá nát vừa phun huyết hắn liền không khống chế được không ngừng ho ra máu phun mảnh vỡ nội tạng càng ngày càng nhiều thật giống như muốn phun ra lục phủ ngũ tạng sạch sành xanh sẽ bị thương nặng như vậy là bởi vì lăng hàn dùng tới quy tắc sát lục đây chính là lấy thiên địa bản nguyên kích phát một cây cỏ nguyên bản cực kỳ bình thường nhưng thân thể chịu đựng được quy tắc sát lục đời trước từ đây bất phàm dương lên liền có thể kinh thiên động liền trảm tinh thần triệu chấn chỉ là tam bí phổ thông làm sao có khả năng ngang hàng hung uy như vậy nôn ra máu khoảng trăm lần thân hình của triệu chấn đột nhiên bổ nhào về phía trước ngã chổng vó trên mặt đất khí thức diệt sạch chết vẫn là chết tuy triệu chấn nhìn như chặn được một đòn của lăng hàn nhưng cuối cùng vẫn chết ở trên đòn đánh này t một đòn đánh giết cường giả tam bí mà ra tay chỉ là một thiên hồn nho nhỏ điều này bảo người ta làm sao tiếp thu có điều cái này cũng là cực hạn của lăng hàn tam bí phổ thông chính là cực hạn hắn có thể thuấn sát, còn muốn thuấn sát người càng mạnh, vậy thì nhất định phải vận dụng đại chiêu. Bản nguyên trùng kích, nhưng những người khác không biết điểm ấy, trong lòng kinh hãi đạt đến trình độ cực cao, cực hạn của thiên hồn cảnh này ở nơi nào, hay là không có cực hạn. chương 2387, mạnh đến nỗi nghịch thiên, hạ. Lăng Hàn rốt cục rừng bước nói, Sương Sương, các ngươi trước núp ở chỗ nào, một gian hầm trong tâm liễu trang viên, Trần Sương Sương vội vàng nói, mang ta tới được người của long Vũ điện đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người lăng hàn rời đi nhưng căn bản không dám ra tay ngay cả triệu chấn cũng bị một chiêu thuấn sát coi như bọn họ cùng nhau tiến lên thì đã làm sao chỉ là chịu chết tâm liễu trang viên là kiến trúc to lớn nhất trong trấn thuộc về văn nhân gia mà văn nhân gia là hào môn trong trấn gọi là hào môn nhưng người mạnh nhất chỉ là sáng thế cảnh bọn họ tiến vào tâm liễu trang viên lập tức gặp phải văn nhân gia ngăn cản nhưng cái này tự nhiên là châu chấu đá xe chỉ là Lăng Hàn không có xuống nặng tay, khí thế vừa phát liền để bọn họ nằm xuống. Những ngày qua chúng ta vẫn trốn ở trong hầm, không có ai phát hiện chúng ta. Trần Sương Sương rào rạt đắc y nói, đây là đương nhiên, hai người bọn họ chỉ là tứ trảm, muốn ẩn giấu dấu vết, tâm liễu trang viên sao có khả năng phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ đi tới địa phương, nhưng cửa hầm mở ra, bên trong không có một bóng người. Đối với điểm ấy Lăng Hàn tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lòng vũ điện đang tìm tòi toàn chấn, lăng kiến tuyết đương nhiên phải thay chỗ núp bằng không sớm muộn sẽ bị tìm ra lăng hàn định dùng quy tắc thời gian tiến hành tìm hiểu cho dù đạt được một chút xíu đầu mối hữu dụng cũng được hắn vận chuyển thời gian bản nguyên nhất thời thời gian bắt đầu chảy ngược một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện chân thực đến giống như ngay ở trước mặt đây chính là lăng kiến tuyết lăng hàn không khỏi đưa tay ra nhưng bàn tay trực tiếp xuyên qua thân thể của lăng kiến tuyết kết cách rồi đây chỉ là một hình ảnh ở quá khứ mà thôi Người trẻ tuổi này có ba phần tương tự lăng hàn, nhưng càng nhiều là giống hách liên tầm tuyết, hắn nằm trên đất, sắc mặt cực kỳ kém. Hình ảnh vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong chớp mắt, lại một thanh niên tiến vào hầm, lăng kiến tuyết lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị, đột nhiên động, người kia lui về phía sau, nhưng căn bản không phải đối thủ của lăng kiến tuyết, vẫn bị một chiêu bắt lại. Thân hình của lăng kiến tuyết động chuyển, lao ra ngoài hầm, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ô, người kia là ai? lăng hàn vẫy vẫy tay thần thức không chỗ nào mà không bao lấy nguyên lực hóa thành xúc tu người của văn nhân ra dồn dập bị vồ tới ai nói cho ta người kia là ai lăng hàn ngừng hình ảnh ở lúc một người thanh niên đi vào kia bẩm bẩm đại nhân người này là đệ tử chủ mạch ta văn nhân duyệt một người đàn ông tuổi trung niên nói đại nhân không phải điện chủ của quý điện đã cùng đại trưởng lão truy kích nghịch tử này sao một lão giả mở miệng hỏi lăng hàn lăng hàn hơi nhướng mày chuyện gì thế này nói rõ ràng một chút một bên khác ở ngoài trấn nhỏ trong một rừng rậm nhỏ lăng kiến tuyết cùng văn nhân duyệt trốn ở trong một đại thụ đã sớm chết héo bọn họ bế hô hấp cách đó không xa đang có người tìm tòi tại sao phải giúp ta lăng kiến tuyết lấy thần thức truyền âm hỏi nếu như không phải đối phương thông báo hắn hắn khẳng định không kịp rời đi sẽ bị chặn ở văn nhân ra vậy hiện tại không phải bị bắt cũng đã lực chiến mà chết rồi bởi vì ta cần sự giúp đỡ của ngươi Phan Nhân Duyệt đồng dạng dùng thần thức truyền âm trả lời, tu vi của hắn là Sơn Hà Cảnh, thần thức truyền âm tự nhiên là chút lòng thành. Lăng Kiến Tuyết kinh ngạc nói, hiện tại ta bộ dáng này, ngươi cảm thấy ta có thể giúp được ngươi cái gì? Ta cần ngươi giúp đỡ, để đệ đệ ta leo lên vị trí gia chủ. Phan Nhân Duyệt nói, Lăng Kiến Tuyết hơi sững sờ, sau đó lập tức hiểu được. Ngươi biết thân phận của ta, không sai, ta nghe trộm mấy người Long Vũ Điện đối thoại, biết ngươi là đệ tử của Thiên Thánh Cung. Văn Nhân Duyệt cũng không ẩn giấu. Tổ phụ của Văn Nhân Duyệt chính là Văn Nhân gia gia chủ đời trước, hắn bản ý truyền vị trí gia chủ cho con trai, nhưng không khéo chính là, nhi tử hắn vừa ý rèn luyện ở bên ngoài chết đi, lưu lại hai huynh đệ Văn Nhân Duyệt, Văn Nhân Sáng. Khi đó hai huynh đệ Văn Nhân Duyệt vẫn còn nhỏ, Văn Nhân Duyệt lớn hơn một chút, cũng chỉ mới hai tuổi, Văn Nhân Sáng càng là mới vừa ra đời. Nguyên bản, nếu như tổ phụ của Văn Nhân Duyệt khỏe mạnh, vậy tự nhiên vẫn có thể thuận lợi luân phiên quyền lực trong gia tộc, nhưng lão đầu tử cũng rất thích chiến đấu, một mình tiến vào núi sâu săn giết mãnh thú mạnh mẽ, kết quả ngược lại đưa cái mạng ra. Lần này, chủ mạch cực kỳ thế yếu, chi mạch nhân cơ hội đoạt quyền. Nhưng huynh đệ văn nhân duyệt trung quy là gia chủ tương lai trên danh nghĩa, còn có chút lão thần giúp đỡ đôi huynh đệ này, nhưng theo thời gian đi qua, chi mạch nắm giữ quyền lực càng ngày càng nhiều, cũng có càng ngày càng nhiều lão thần bị loại bỏ. Cái chi mạch này, chính là lấy đại trưởng lão văn nhân đường làm đại biểu, gần như nắm giữ 7 phần 10 kinh tế của gia tộc. Muốn nuôi một gia tộc, tiền đương nhiên là trọng yếu nhất, Văn Nhân Đường nắm giữ kinh tế, bước kế tiếp chính là diệt trừ huynh đệ Văn Nhân Duyệt, vậy chủ mạch không người, tự nhiên là chi mạch thuận vị, làm sao cũng không thể để cho gia tộc tản đi a. À. Đến hiện tại Văn Nhân Duyệt 769 tuổi, hắn cùng đệ đệ tao ngộ các loại bất ngờ không dưới 500 lần, hầu như hàng năm đều sẽ gặp phải, nếu không có một đám lão nhân chung với chủ mạch giúp đỡ, bọn họ đã sớm chết nhưng theo thế lực của văn nhân đường càng lúc càng lớn tình cảnh của huynh đệ văn nhân duyệt cũng càng ngày càng khó rất nhiều lão nhân cũng nhìn ra đôi huynh đệ này không thể vươn mình liền từ bỏ ý nghĩ nâng đỡ trinh thống vì lẽ đó lần này văn nhân duyệt không thể không liều nếu không không bao lâu nữa huynh đệ bọn họ sẽ chết bất ngờ lăng kiến tuyết nghe hắn nói xong chậm rãi gật đầu nếu như ta thoát được khó khăn này nhất định giúp ngươi leo lên vị trí gia chủ không phải ta là đệ đệ ta văn nhân duyệt cường điệu nói Tại sao ngươi không muốn vị trí gia chủ này?" Lang Kiến Tuyết hiếu kỳ, bởi vì ta đối với võ đạo càng cảm thấy hứng thú, muốn gia nhập Thiên Thánh Cung. Văn Nhân Duyệt nói, Lang Kiến Tuyết hơi run run, bật thốt lên, "Tâm của ngươi cũng thật là lớn, ở lại Văn Nhân gia chỉ có thể làm lão đại của một chấn nhỏ, nhưng vào thế lực lớn như Thiên Thánh Cung, làm sao cũng có thể bước vào chảm trần, so với Văn Nhân gia vẻn vẹn chỉ là sáng thế cảnh, không biết tăng lên bao nhiêu lần." Chương 2388, người đang nằm mơ sáng thế cảnh này sao có thể so với chảm trần tranh lệch vô cùng vô tận vì lẽ đó lăng kiến tuyết mới sẽ nói văn nhân duyệt tâm lớn văn nhân duyệt không nói ánh mắt sáng sủa lộ ra một loại kiên quyết lần này hắn là nguy hiểm đắc tội long vũ điện một khi bị long vũ điện tìm được vậy hắn cùng đệ đệ liền vạn kiếp bất phục cái gì cũng đừng nói cái này gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm lăng kiến tuyết gật gù nói ân cứu mạng ta tất báo lại đệ đệ ngươi ngồi trên vị trí gia chủ lấy lực lượng cá nhân ta liền có thể giải quyết, nhưng ngươi muốn tiến vào thiên thánh cung, vậy thì có chút khó khăn, ta cũng chỉ có thể để ngươi thành đệ tử ngoại môn. Thiên thánh cung là đại giáo tiên vương tầng 8, không biết có bao nhiêu người vót nhọn cả đầu muốn đi vào, cho dù lăng kiến tuyết trở thành đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có tư cách dẫn người đến ngoại môn. Có thể, văn nhân duyệt gật gù, hắn có lòng tin bộc lộ tài năng. Hai người dừng lại giao lưu thần thức, bởi vì có người áp sát, thần thức giao lưu cũng không phải bảo hiểm, quá gần vẫn sẽ bị người đánh cắp. Còn tốt, người kia chỉ quay một vòng liền rời đi, để cho hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là ta cùng đệ đệ khi còn bé thường thường chơi trốn tìm, bất ngờ phát hiện cây này. Phan Nhân Duyệt có chút đắc ý, cây này tuy khô mục, nhưng tương đối thần dị, có hiệu quả che trời giấu đất. Lăng kiến tuyết nha một hồi, chẳng trách những người của Long Vũ Điện kia tìm một lần lại một lần, nhưng làm như không thấy. Xeo, hai bóng người hạ xuống, phân biệt là lão giả đầu đeo tử kim quan cùng một nam tử trung niên mặc long bào màu vàng, chỉ thấy lão giả đưa tay vung một cái, trên đất nhất thời có thêm một người, hẳn là bị hắn thua ở trong không gian thần khí. Chính là chỗ này, lão giả hỏi, bẩm đại nhân, chính là cây này, người trên đất kia bò lên, tóc trắng phơ, đưa tay nhắm thẳng vào cây khô của lăng kiến tuyết, văn nhân duyệt. Hắn chính là văn nhân gia đại trưởng lão, văn nhân đường, mà lão giả đội tử kim quan kia chính là long vũ điện điện chủ tùy nguyên lương, nam tử mặc long bào màu vàng là nhị điện chủ đường đào. Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân duyệt nhất thời sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới địa phương bí ẩn như thế cũng bị người phát hiện. Trong lòng Văn Nhân đường cười gần, hắn cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương tồn tại, nhưng hắn biết hai người này tu vi hơn xa mình, đừng nói Trần Sương Sương, ngay cả Lăng Kiến Tuyết chịu trọng thương cũng có thể ung dung đánh giết mình. Hắn liền đi thông báo tin tức, muốn lấy lòng lòng Vô Điện, ai biết lại bị Văn Nhân duyệt cắm một cước, trước tiên cứu người đi, làm hại hắn suýt chút nữa bị Tùy Nguyên Lương đánh chết khắp nơi không có tìm được Lăng Kiến Tuyết, làm sao chỉnh? Hắn linh cơ hơi động, liền đến nơi này, rất sớm trước đây, hắn cũng từng giả trang làm nhân vật hiền giả, muốn lừa gạt tín nhiệm của huynh đệ Văn Nhân Duyệt, thu được một ít phương pháp mở ra bí bảo mang tính then chốt của gia tộc, mà hắn cũng xác thực thành công. Hắn từng theo phía sau đôi huynh đệ này, phát hiện cây này thần kỳ, đương nhiên, lấy thực lực của hắn không thể để huynh đệ Văn Nhân Duyệt phát hiện không thích hợp. Vì lẽ đó, Văn Nhân Duyệt cho rằng nơi này là tuyệt đối an toàn nhưng trên thực tế. Không phải, hừ, tùy nguyên lương ra tay, đùng, một trường hạ xuống, cây khô nhất thời chia năm xẻ bảy nhưng lăng kiến tuyết cùng văn nhân duyệt ở bên trong không mất một sợi tóc, đây đối với cường giả tiên phủ mà nói tự nhiên là chút lòng thành. Thằng nhóc con, người quả nhiên trốn ở chỗ này, tùy nguyên lương cười ha ha, trong ánh mắt tỏa ra sát y uy nghiêm đáng sợ. Dám trộm lấy nguyệt lãnh khinh dương kiếm của ta, người thực sự là tự tìm đường chết. Nếu không thì, ngươi là đệ tử chân truyền của đại giáo tiên vương tầng 8, ta há có thể động ngươi một sợi lông. Nghe nói như thế, văn nhân đường sợ đến suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất. Cái gì, lăng kiến tuyết là đệ tử chân truyền của tiên vương đại giáo. Xong đời, nếu như lăng kiến tuyết chết ở chỗ này, có phải là sẽ có tiên vương giá lâm, san bằng văn nhân ra thành bình địa. Hắn là sợ đến choáng váng, đường đường tiên vương làm sao có khả năng ra tay đối phó một tiểu gia tộc sáng thế cảnh, mà hắn kỳ thực cần lo lắng nhất là tùy nguyên lương, nếu cho hắn biết thân phận của Lăng Kiến Tuyết, chẳng lẽ còn sẽ thả hắn sống sót rời đi sao? Hiện tại, giao giao Nguyệt Lãnh khinh dương kiếm, ta có thể ban ngươi một cái chết thoải mái. Tùy Nguyên Lương ngạo nhiên nói, Lăng Kiến Tuyết sái nhiên nở nụ cười, nói với Văn Nhân Duyệt. Xem ra, ta thực hiện không được hứa hẹn rồi, Văn Nhân Duyệt ngược lại cũng cực kỳ rộng rãi, ngược lại ta cũng không thể cứu ngươi, ngươi không tính trái với điều ước. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười to đến càng đem sinh tử để lên về phía ngoài suy xét tiểu tử người nghe không hiểu sao tùy nguyên lương hừ một tiếng lấy tay liền tóm tới lăng kiến tuyết quên đi vẫn là ta tự mình đến thu đi một bàn tay lớn chộp tới che kín bầu trời lăng kiến tuyết cắn răng coi như chỉ có lực lượng run dế hắn cũng phải phấn khởi phản kích ở trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ nhận mệnh đúng lúc này chỉ thấy một vệt ánh sáng phóng tới nghênh tiếp bàn tay lớn của tùy nguyên lương người đang nằm mơ oanh một trường vỗ đến như sóng to gió lớn càng có khí thế đáng sợ chấn động như một vị đại đế động nộ trường kinh tập kích đến tùy nguyên lương đánh ra bàn tay lớn lập tức đổ nát một bóng người cũng theo sát xuất hiện rơi vào trước lăng kiến tuyết văn nhân duyệt chính là lăng hàn hắn đầy mặt đều là sát khí quy tắc sát lục hóa thành thực chất di động ở quanh người của hắn như có thể chém thiên diệt địa tùy nguyên lương nguyên bản hứng hờ tuy một đòn của hắn bị hóa giải nhưng đối phó một tứ chảm nho nhỏ mà thôi, hắn đương nhiên không thể toàn lực ứng phó, bởi vậy đòn đánh này chỉ dùng một phần vạn lực lượng của hắn. Bởi vậy, có thể bị lăng hàn hóa giải cũng không kỳ quái, hắn cảm giác được, sức chiến đấu của đối phương hẳn là tứ bí, nhiều nhất tứ bí đỉnh cao, còn không đạt tới ngũ bí. Sau khi lăng hàn xuất hiện, hắn liền không thể bình tĩnh, thậm chí miệng há hành hình tròn. Thiên hồn, hắn con mẹ nó, người nắm giữ sức chiến đấu tứ bí này lại là một thiên hồn, chương 2389, sẽ không là cha của ngươi chứ? Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng vì nguyên lương lập tức cấp tốc chạy qua vạn con thảo nê, chỉ cảm thấy mình thật giống như đang nằm mơ, hết thảy đều không chân thực như vậy. Làm sao là một thiên hồn? Làm sao có thể chứ? Phân hồn cùng tiên phủ tranh lệch, lại như trời cùng đất, mặc ngươi lại thiên kiêu tuyệt diễm cũng không thể đánh vỡ rãnh trời này. Nhưng sự thực là, lăng hàn hóa giải một đòn của hắn, có thể đạt tới sức chiến đấu của tứ bí, lão già, muốn chết, lăng hàn sôi trào sát ý, dưới chân bắn ra, quy tắc hệ lôi cùng quy tắc thời gian cùng một chỗ phát động, hắn vô cùng nhanh xuất hiện ở trước người tùy nguyên lương, vung quyền liền đánh. Tùy nguyên lương giật mình, khiếp sợ như thế nào đi nữa, cũng không thể mặc cho lăng hàn oanh thích, vội vã hất tay phải nghinh tiếp về phía lăng hàn. Bản năng võ giả để hắn cho dù là ở dưới tình huống hồn vía lên mây đánh ra, vẫn nắm giữ uy lực cực mạnh. Oanh, sau một đòn, hắn chỉ hơi lui về phía sau, mà Lăng Hàn thì bị chấn bay ra ngoài. Quả nhiên, đối phương chỉ có sức chiến đấu của tứ bí, căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong lòng tùy nguyên lương hơi định, chỉ ít hắn ở chiến lược hoàn toàn chiếm ưu Nhưng mà, hắn vẫn khó nén bất an trong lòng, bởi vì Lăng Hàn quá yêu nghiệt, chỉ là thiên hồn lại nắm giữ sức chiến đấu của tứ bí, thậm chí đạt đến tứ bí đỉnh cao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên đời này tại sao có thể có yêu quái như vậy? Hư linh không gian phát động, trong nháy mắt Lăng Hàn liền giết trở về, lật bàn tay một cái, kiếm khí quét ra, đây là Diệt Thiên Cửu kiếm, Tiên Vương bí thuật. Tùy Nguyên Lương vội vã chống đỡ, hắn nắm giữ ưu thế về cảnh giới, rất dễ dàng liền hóa giải công kích của Lăng Hàn. Nhưng hắn không có một chút thả lỏng nào, bởi vì Lăng Hàn không chỉ sức chiến đấu nghịch thiên, thể phách cũng cực kỳ nghịch thiên, tuy bị hắn đánh bay nhiều lần, nhưng một chút tổn thương cũng không có, vẫn sinh long hoạt hổ như cũ. Cái này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng sức chiến đấu của hắn càng mạnh hơn nhưng hắn lại là người không ngừng phòng ngự không đề phòng không được a à, tốc độ của lăng hàn quá nhanh ra tay cũng quá nhanh hắn ra tay một phát lăng hàn có thể ra tay năm phát thậm chí nhiều hơn để sức chiến đấu của hắn rõ ràng càng mạnh hơn cũng chỉ có thể phòng thủ không cách nào phản kích hắn thủ kín đến không một lỗ hồng, không lo có nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau khi khiếp sợ trong lòng nhạt đi là cực kỳ đến phẫn nộ hắn cương giả ngụ bí lại bị một thiên hồn tiểu bối đẻ đánh ầm um, hắn phát động đại chiêu trong cơ thể dâng trào ra tám ngọn lửa màu xanh hóa thành một hình bát quái ly hỏa chấn sơn hắn hét lớn một tiếng từng tiên phù xuất hiện có diệu dụng vô thượng lang hàn không sợ trực tiếp xuyên qua ngọn lửa đấm ra một quyền hắn nắm giữ hỏa chi bản nguyên chỉ cần sức chiến đấu không phải vượt qua hắn quá nhiều vậy công kích hệ hỏa đánh vào trên người hắn liền như thổi cho bụi hoàn toàn không có hiệu quả lúc này hắn vô cùng phẫn nộ chỉ có một ý nghĩ chính là đánh bạo thằng khốn trước mặt này lại muốn giết con trai của mình oanh chín đạo thiên địa bản nguyên trong cơ thể hắn cùng nhau sôi trào tựa hồ cảm ứng được sự phẫn nộ của lăng hàn thả ra cơn giận của thiên địa tùy nguyên lương không khỏi ngơ ngác đối phương rõ ràng chỉ là thiên hồn cảnh nhưng tản mát ra khí tức lại phảng phất như thiên tử con trai của thiên địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chỉ có thể quỳ sát nếu không hắn chính là đối nghịch thiên địa sẽ có tai họa lớn thứ này rốt cuộc là ai a à? Nếu như đối phương là Tiên Vương ngược lại cũng quên đi, Tiên Vương khống chế thiên đạo, nói con trai của thiên địa cũng không quá đáng, nhưng thiên hồn cảnh. Đùa gì thế, chiến ý của Lăng Hàn thăng hoa vô tận, lúc này hắn đã quên thiên địa bản nguyên gì, lực lượng quy tắc gì, chỉ ra quyền muốn chút phẫn nộ của mình ra. Khiếp sợ thành ngu ngốc cũng không chỉ tùy nguyên lương, Đường Đào, Lăng Kiến Tuyết, Văn Nhân Duyệt đều như vậy, chỉ là thực lực của Văn Nhân Duyệt yếu nhất, cấp độ thấp nhất, hắn chỉ biết Lăng Hàn rất lợi hại nhưng không biết sau lưng cái lợi hại này đại biểu ý nghĩa gì. Đường đào cùng lăng kiến tuyết thì kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cái nào không biết phân hồn cùng tiên phủ tranh lệch, mà tùy nguyên lương càng là cường giả ngũ bí, ngay cả từ bí cũng có thể ung dung nghiền ép, lại không làm gì được một phân hồn nho nhỏ. Nhìn như sức chiến đấu chiếm ưu, nhưng trên thực tế lại bị động chịu đòn, khiến người ta tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin nổi. Mà giật mình nhất là lăng kiến tuyết, hắn từ nhỏ đã được mang tới tiên vực, ở cùng mẫu thân hách liên tầm tuyết cũng không có mấy năm, liền bị đưa đi thiên thánh cung, bởi vậy, hắn vẫn có ấn tượng với hách liên tầm tuyết, nhưng đối với lăng hàn liền thật là số không. Bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới nam tử đột nhiên nhảy ra cứu tính mạng của hắn, cũng phẫn nộ đến phát điên kia lại là cha đẻ của mình. Hắn quái lạ, tại sao gia hỏa yêu nghiệt đến nghịch thiên này lại giúp mình, hơn nữa còn một bộ như con trai bị đánh, người cần như vậy sao? Hắn sẽ không phải là cha đẻ của ngươi chứ? Văn nhân duyệt lẩm bẩm nói, bởi vì lăng hàn quá thần dũng để hắn cũng dần dần thả lỏng cho rằng có khả năng hóa giải tình thế nguy cấp này cũng có tâm tình nói chuyện cười làm sao có khả năng lăng kiến tuyết không chậm trễ chút nào lắc đầu đùa giỡn cha hắn còn ở tiểu thế giới cho dù qua hơn một vạn năm phỏng chừng cũng chỉ mới vừa thành công khai thiên tiến vào cổ giới hiện tại có đạt đến sơn hà cảnh hay không cũng là một vấn đề ngược lại không phải hắn xem thường cha mình mà bởi vì vị trí hoàn cảnh của lăng hàn quyết định mặc ngươi lại thiên kiêu tuyệt thế cũng vô dụng. Tu luyện đương nhiên không thể rời bỏ tài nguyên, khoan hãy nói, ngươi với hắn vẫn đúng là khá giống. Văn nhân duyệt vốn là đùa giỡn, nhưng nhìn chằm chằm lăng hàn một lúc, liền trở nên hiếu kỳ. Lăng kiến tuyết lắc đầu, tự nhiên không tin chút nào. Kiến tuyết, đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm ở phía sau vang lên. Trong lòng lăng kiến tuyết run lên, không quay đầu lại liền bật thốt lên. Mẹ, văn nhân duyệt vỗ tay một cái, còn nói không phải cha ngươi, mẹ người cũng đến rồi, cha người còn xa sao. Các nữ hổ nữ xuất hiện, hách liên tầm tuyết trực tiếp vọt ra, chạy về phía con trai. chương 2390, cha đẻ, lăng kiến tuyết muốn động, nhưng đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lăng sư đệ, đừng nóng vội, trần xương xương cũng chạy vội ra, cùng hách liên tầm tuyết hai bên trái phải nâng lăng kiến tuyết. Mẹ, người làm sao đến rồi, lăng kiến tuyết kỳ quái, càng lo lắng. Lòng vũ điện vì thanh kiếm kia là quyết tâm muốn giết người diệt khẩu. Lăng, ồ, oh, người gọi nàng là gì, mẹ, thần kinh của Trần Sương Sương cũng rất lớn, đến hiện tại mới đột nhiên cảm giác không đúng. Không phải bà con xa sao, làm sao thành mẹ rồi. Lăng kiến tuyết nhìn thấy Trần Sương Sương, trong lòng càng gấp. Sư tỷ, sao người không về trong tông, nơi này quá nguy hiểm, kháo, có vợ liền không muốn mẹ già. Hách liên tầm tuyết nhìn thấy con trai, lại có trượng phu chấn chàng, tuy nàng vẫn chưa hết lo lắng, nhưng so với trước liền tốt hơn nhiều lắm, cũng có tâm tình nghĩ chuyện khác. Nàng một phát bắt được lỗ tai của con trai nói, thật giỏi, cũng không quan tâm mẹ ngươi một hồi. Kha kha, lăng kiến tuyết chỉ có thể cười khúc khích, phải, ngươi quá không đúng, trần xương xương phụ họa, phải trước tiên quan tâm mẹ ngươi, xong đời, tỷ tỷ xinh đẹp như thế, sau này ta chẳng phải là phải gọi a di Nàng đầy mặt bi phấn, chơi đùa cùng mỹ nữ là ác thú to lớn nhất của nàng, hiện tại lại có mỹ nữ không thể gọi tỷ tỷ, quả thực khiến nàng bi thương. Lăng kiến tuyết cũng phiền muộn, sao vị sư tỷ này ngốc như vậy chứ? Văn nhân duyệt nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chờ đã, vị này đến cùng là ai, cũng quá mạnh đi. Trần Sương Sương thần kinh lớn lắm, rất nhanh đã quên việc này, nàng chỉ vào lăng hàn, biểu cảm trên mặt tựa như thấy quỷ. Một thiên hồn cảnh lại đấu đối diện với cường giả ngũ bí, thậm chí còn chiếm thượng phong, đè cường giả ngũ bí đánh, tuy mỗi khi hắn oanh đến một đòn, tất nhiên sẽ bị đánh bay. Nhưng đánh bay thì đã có sao, không mất một sợi tóc, hơn nữa lại ngay lập tức giết trở về, quả thực tựa như con rán. a à không, chiến thần, quá khóc, ta cũng không biết, lăng kiến tuyết lầm bẩm nói. Đùng, hách liên tầm tuyết vỗ đầu con trai một cái, trách mắng. Đó là cha ngươi, phốc, lăng kiến tuyết, trần xương xương đồng thời phun ra ngoài, a à. Ta, cha ta, lăng kiến tuyết kinh ngạc, cha ta không phải còn ở tiểu thế giới khai thiên sao. Cha ngươi là thiên tài cỡ nào, đã sớm đi tới tiên vực, chỉ là tiên vực quá lớn, mới bỏ ra hơn 10.000 năm mới tìm được chúng ta. khách liên tầm tuyết ngạo nhiên nói, đối với lăng hàn tràn ngập sùng bái. Khóe miệng của lăng kiến tuyết không khỏi co giật, là một thiên tài, hắn vẫn tương đối kiêu ngạo, đã từng nghĩ tới chờ tu vi thành công, tiến vào tiểu thế giới trợ giúp phụ thân khai thiên, nếu lăng hàn đã khai thiên thành công, hắn sẽ ở cổ giới lưu lại rất nhiều đồ vật tiên vực, giúp phụ thân nhất phi trùng thiên. Tuy tiên vực có văn bản quy định rõ ràng, bất luận người nào cũng không thể từ cổ giới, tiểu thế giới mang về một người, một cây, một cỏ, nhưng thế lực lớn vẫn có thể có một chút xíu ngoại lệ, tình cờ mang mấy cái tới cũng không có ai truy cứu. Đương nhiên, thật chỉ có thể tình cờ mang mấy cái tới, nếu không sẽ có đại giáo tiên vương tầng 9 đến công kích, mặc ngươi lại thế lớn cũng chỉ có phần tiêu diệt. Ở lăng kiến tuyết nghĩ đến, hắn chỉ tu luyện muộn hơn lăng hàn mấy chục năm, vị nhưng trí hoàn cảnh của song phương lại hoàn toàn khác nhau, hắn đạt được tài nguyên tu luyện là lăng hàn thúc ngựa cũng không sánh được, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không thể, vậy cảnh giới của hắn trong nháy mắt vượt qua lăng hàn, cũng xa xa bỏ cha lại đằng sau. Nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy, lăng hàn không chỉ cảnh giới cao hơn hắn, sức chiến đấu càng khí phách đến trên 9 tầng trời. Thiên hồn, có thể địch ngũ bí, ta sát, đây chính là cha đẻ của hắn, cha người thật là lợi hại, Trần Sương Sương lẩm bẩm nói, lần trước nàng liền bị lăng hàn dọa sợ hết hồn, hiện tại lại bị sợ hết hồn. Ngũ bí, cực hạn của lăng hàn lại ngang hàng cường giả ngũ bí. Ta biết, lăng kiến tuyết như ngớ ngẩn đáp, đến hiện tại hắn còn chưa tin có phân hồn cảnh có thể trâu bò đến mức độ như vậy, mà người ngạo mạn trời cao này lại là cha của hắn. Ánh mắt đường đào quét tới, ánh mắt có chút do so dự. Hắn đang nghĩ có nên ra tay hay không, vốn cái này không phải vấn đề gì, chỉ là phân hồn, chảm trần tiểu bối mà thôi, hắn là tứ bí, duỗi tay liền có thể bắt toàn bộ. Nhưng hiện tại, hắn kiêng kỵ lăng hàn, tùy nguyên lương bắt được lăng hàn sao, chuyện không thể nào, cho dù Lăng Hàn cũng không làm gì được tùy nguyên lương, nhưng nếu hắn muốn đi ai có thể ngăn được. Mà một khi Lăng Hàn thoát thân, vậy ngày hôm nay sự tình bọn họ giết đệ tử thiên thánh cung tất nhiên không thể giấu được. Tiên vương giận dữ, thiên địa biến sắc, huống chi là đại giáo tầng 8. Long Vũ Điện khẳng định chơi xong, vậy hắn còn ở Long Vũ Điện làm cái gì? Mặc dù hắn là nhị điện chủ, nhưng trên thực tế cùng Tùy Nguyên Lương chỉ là quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hắn há có thể bởi vì Tùy Nguyên Lương mà đưa mình vào mộ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nắm chắc chủ ý, trực tiếp quay người, tiêu sái rời đi. Đường đào, tùy nguyên lương gào thét, nhưng đường đào không ngừng bước, trong nháy mắt đã đi ra rừng rậm, biến mất không còn tâm hơi. Hắn chỉ biết Nguyệt lãnh khinh dương kiếm bị tùy nguyên lương cực kỳ coi trọng, nhưng cụ thể có ích lợi gì đối phương lại căn bản không có để lộ ra, điều này cũng muốn hắn bán mạng. Đùa giỡn, lăng kiến tuyết, trần sương sương, phan nhân duyệt nhìn mà tê cả ra đầu, bởi vì bọn họ biết đường đào là bị lăng hàn bước đi. Cường giả tứ bí A, à. văn nhân đường run rẩy hắn phát hiện mình ôm sai bắp đùi rồi. Trời, lăng kiến tuyết không chỉ là đệ tử của đại giáo tiên vương tầng 8, càng là con trai của người mạnh đến biến thái kia, mình lại bán lăng kiến tuyết, còn có đường sống sao. Hắn co quắp ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy cái gì dục vọng quyền lực đều cách hắn mà đi, hắn bây giờ, chỉ muốn thái thái bình bình mà vượt qua quãng đời còn lại. Có điều, đường đào chân trước vừa đi, chân sau người của Long Vũ Điện liền tới. Báo Điện Chủ, thập cửu thiếu bị đánh giết, chính là người này. Nguyên thanh trưởng lão bị giết, tam điện chủ bị giết, những người này từng cái bẩm báo tin tức, đều nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Lần này tùy Nguyên Lương cũng nổi giận, ta vẫn không có giết con trai của ngươi, nhưng ngươi trước tiên giết con trai của ta cùng tam điện chủ, lại còn một bộ như khổ chủ. chương 2391, Pháp chỉ phản bội. Thằng nhãi danh, ta muốn tiêu diệt ngươi, hắn giống to, vung tay phải lên, trong tay đã có thêm một trang giấy tàn tạng hơn nữa còn đốt cháy khét, chỉ còn dư lại non nửa. Nhưng tờ giấy này vừa ra, liền tỏa ra uy thế chân áp chư thiên, thật giống như là tiên vương ghi chép thánh chỉ, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Chấn cho ta, tùy nguyên lương lộ ra vẻ không muốn, cái pháp chỉ này là hắn ngẫu nhiên đạt được, hơn nữa còn tàn tạ, một khi sử dụng, phỏng chừng sẽ không có lần sau. Nhưng không giết lăng hàn, liền không thể giấu được tin tức hắn mưu hại đệ tử thiên thánh cung, đến thời điểm ấy long vũ điện vong, hắn cũng phải vong bảo vật lại châu bò thì có tác dụng gì lại nói hắn đối với nguyệt lãnh khinh dương kiếm là tình thế bắt buộc lăng hàn ở dưới tức giận thôi động hắn quên tất cả chỉ có một ý nghĩ chiến đấu mà ở trong trạng thái này hắn dần dần tu ra một môn quyền pháp cái này không thể xem như là một môn bí thuật bởi vì chỉ là một loại khí thế một loại ý chí mặc kệ cái gì che ở trước mặt ta toàn bộ một quyền đổ nát có điều hắn cảm thấy khiếm khuyết cái gì đó để môn quyền thuật này không cách nào phát huy ra uy lực thật sự. Cho đến khi tờ giấy này xuất hiện, Lăng Hàn đột nhiên bay lên hàn ý mãnh liệt, để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn thiếu chính là một loại cảm giác một ngạt trong sống và chết. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ, cái này dĩ nhiên được, nhưng bởi vì không cần lo lắng vấn đề sinh tử, để hắn không thể nào tỉ mỉ lĩnh hội căng thẳng, áp bức của chiến đấu. Khi cảm giác này bay lên, hắn liền ngộ, oanh, hắn vung một quyền, lửa giận ngập trời, oanh, Tùy nguyên lương còn xúc động tàn giấy, tầng thứ này quá cao, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bằng không ngay cả chính hắn cũng sẽ bị chân áp. Nhưng lang hàn một quyền kéo tới, mang theo ý niệm vô địch, để hắn ngơ ngác biến sắc. Cú đấm này thật đáng sợ, để hắn sinh ra cảm giác không thể chặn, muốn tránh cũng không được. Một quyền oanh đến, bụng dưới của hắn bị đánh trúng, đau đến hắn nhất thời uốn khúc, chỉ cảm thấy nội tạng muốn phun ra, vừa mới xúc động bí pháp lập tức ngừng lại. Hắn kinh hãi, Uy lực của một quyền này kỳ thực cũng không phải quá lớn, nhưng phía trên rót vào ý chí quá mạnh mẽ, lại áp bách thần hồn của hắn, không cách nào có tâm ý chống lại. Nếu không phải ý muốn sống cực kỳ mãnh liệt, để hắn mạnh mẽ bày xuống một đạo phòng ngự, e là cú đấm kia liền đánh chết hắn. Một phân hồn nho nhỏ, vì sao lại có ý chí mạnh mẽ như vậy, thật giống như đại diện cho trời xanh. Hắn đương nhiên sẽ không biết, trong cơ thể Lăng Hàn có 9 đạo thiên địa bản nguyên, bị một quyền này của hắn điều động. Thiên địa bản nguyên a đây chính là cấp bậc tiên vương, tự nhiên có thể nghiền ép tiên phủ. Lăng Hàn đột nhiên cất tiếng cười to, cú đấm này vung ra để hắn cảm thấy thoải mái tràn trề. Đây là quyền pháp hắn tự nghĩ ra, cũng phù hợp đạo của hắn nhất, tuy hiện tại uy lực của một quyền này còn chưa đủ lớn, nhưng thứ nhất vẫn không có hoàn chỉnh, thứ hai cảnh giới của hắn thấp, nhưng tràn ngập tính dẻo. Đúng, uy lực này không sánh được bản nguyên trùng kích, nhưng ưu điểm là có thể khống chế, không giống bản nguyên trùng kích, Lăng Hàn chỉ có thể thôi phát, còn sau khi thúc phát sẽ như thế nào, vậy liền hoàn toàn không nằm trong tay hắn. Lực lượng không thể khống chế đối với bản thân mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Thuộc về đạo của ta, mới là quyền pháp mạnh nhất. Quyền này, liền gọi nộ quyền, lăng hàn hét dài một tiếng, ra quyền không dứt đều lấy nộ quyền thôi thúc, công tâm, chặt thân, có thể chém chết tất cả. Hắn có loại hiểu ra, hoàn thiện quyền pháp này đến mức tận cùng, uy lực chắc chắn sẽ không yếu hơn bản nguyên trùng kích. Mà bản nguyên trùng kích đến tiên vương cảnh, liền bị giới hạn ở uy lực của thiên địa bản nguyên, nhưng nộ quyền không giống, chỉ bị cảnh giới của hắn ảnh hưởng. Hắn càng mạnh, nộ quyền liền càng mạnh. Giết, hắn vung song quyền, bởi vì man lực đã nhảy vào cấp độ thăng nguyên cảnh, làm cho tần suất hắn vung ra nắm đấm cao đến kinh người, ngay cả tùy nguyên lương cũng đáp ứng không xuể, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là nắm đấm. Oanh 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 oanh, nộ quyền như mưa rơi, tùy nguyên lương lùi lại lui nữa, chỉ cảm thấy khí huyết cả người sôi trào, khó chịu đến không cách nào hình dung hắn kinh hãi không thôi, lang Hàn rõ ràng chỉ có sức chiến đấu của tứ bí đỉnh cao, nhưng hiện tại lại đột nhiên lên một tầng, sức chiến đấu bay thẳng ngũ bí, chân chính nắm giữ năng lực uy hiếp đến sinh tử của hắn. Tiểu tử này là đánh máu gà sao? Không không không, tiểu tử này vẫn luôn đánh máu gà, bằng không chỉ là thiên hồn thì làm sao có khả năng ngang hàng ngũ bí. Chỉ là hiện tại cái máu gà này đánh lên trời rồi, ngay cả hắn cũng có nguy hiểm bị tàn sát. Dám động con trai của ta, người muốn chết. Lửa giận của Lăng Hàn không những không tắt, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Đối với Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hàn dù sao vẫn có cảm giác thua thiệt, cảm giác không thể bồi con trai trưởng thành, là một phụ thân thất trách, đang định tìm con trai về sau đó cẩn thận bù đắp, nhưng lại có người muốn giết con trai của hắn, hơn nữa thiếu một chút liền thành công. Lăng Hàn há có thể không giận, đánh không chết tên khốn kiếp ngươi. Hắn giận dữ hét, "Tùy Nguyên Lương chỉ cảm thấy oan uổng, con trai của ngươi chỉ là bị trọng thương, trúng độc, nhưng hắn thì sao?" là chân thực chết mất con trai, điều này làm cho hắn đi đâu nói lý. Nhưng Lang Hàn quá mạnh mẽ, để hắn cũng sợ hãi, chiến ý tự nhiên như thủy chiều cấp tốc đánh tan. Các hạ ngược lại con trai của ngươi cũng không việc gì, không bằng bắt tay giảng hòa, ta sẵn lòng bồi thường. Tùy Nguyên Lương nói ra câu này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, muốn tìm cái khe đất chui xuống. Quá mất mặt a, bị người cướp đoạt bảo vật, giết con trai, lại còn phải chủ động bắt tay giảng hòa, thậm chí bồi thường trước nay chưa từng có không cần lăng hàn lạnh lùng từ chối muốn giết con trai của hắn bồi thường gì có thể giải quyết thật muốn bồi vậy chính là mảng chó của ngươi các hạ ngươi không nên hùng hổ dọa người bằng không chỉ có thể lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vô tận tùy nguyên lương tê thanh nói chết sẽ chỉ là ngươi lăng hàn không ngừng ra quyền tùy nguyên lương liên tục gào thét nhưng nhiều lần chúng chiêu đánh cho hắn ra chóc thịt bong khí tức suy nhược rất nhiều trong mắt hắn lóe ra vẻ tàn nhẫn còn tiếp tục như vậy hắn thật có thể bị lăng hàn mài chết. chương 2392, Văn Nhân Cô Nương Thường, đáng trách ha, hắn rõ ràng có nửa tấm pháp chỉ mạnh mẽ, chỉ cần kích phát liền có thể trấn áp tất cả tiên phủ, đây là lá bài tẩy của hắn, nhưng ở dưới lăng hàn oanh kích cuồng bạo như mưa, hắn không có thời gian có thể vận dụng. Được, người không nên ép ta, vậy liền để người tự thực ác quả. Tùy nguyên lương cũng bất chấp, thân thể hắn đột nhiên run lên, trong cơ thể nhất thời tuôn ra một đoàn hắc khí, tà ác đến không cách nào hình dung lăng hàn nguyên bản sát ý như rực cháy hiện tại càng phẫn nộ nói dĩ nhiên ngã về thế lực hắc ám thật đáng chết đối phương tản mát ra tà khí chính là tu luyện một hệ thống đặc thù khác là thiên địa bất dung thằng nhãi danh nho nhỏ người biết cái gì tùy nguyên lương diếu cợt nói được làm vua thua làm giặc vùng thế giới này nhất định sẽ bị xâm chiếm chỉ có tín ngưỡng tiên linh mới có thể bất diệt hơn nữa tiên linh sẽ tặng cho chúng ta vĩnh sinh chân chính Vùng thế giới này có thiên nhân kiếp, nhưng nếu tiên linh nắm giữ, hắn sẽ xóa đi thiên nhân kiếp, đến thời điểm ấy người người có thể vĩnh sinh. Người thằng ngu này, thiên đạo mới là đao phủ. Hắn nói tới lẽ thằng khí hùng, hiển nhiên lý niệm này đã thâm nhập cốt tủy hắn, bị tẩy não đến mức hoàn toàn ngã về thế lực hắc ám. Vậy ta liền đại biểu thiên địa, giết chết thằng khốn ngươi. Lăng hàn hừ một tiếng, ở trước mặt con trai cái gì cũng là thứ yếu, quản ngươi tu hay không tu luyện phương pháp hắc ám, nếu muốn giết con trai của hắn, vậy xin mời chết trước đi. Lăng Hàn bạo động, sức chiến đấu toàn mở, có điều, sau khi vận dụng lực lượng hắc ám, tuy tùy nguyên lương cũng bị thiên địa căm hận, không cách nào sử dụng lực lượng quy tắc, nhưng ở dưới lực lượng hắc ám ủng hộ, sức chiến đấu của hắn không những không suy yếu, trái lại còn mạnh mẽ hơn một đoạn. Cái này thể hiện ở thể phách của hắn, sức khôi phục kinh người, thật giống như nắm giữ thân thể không hư, nhất thời trung hòa thế cuộc. Cà cà cà, tiễn ngươi lên đường, cả người tùy nguyên lương đều bao phủ trong hắc vụ, hắn bắt đầu kích hoạt đạo pháp chỉ tiên vương kia, tuy đã không trọn vẹn, uy lực giảm nhiều, nhưng đủ để tiêu diệt một tiên phủ. Lăng Hàn chỉ là sức chiến đấu tứ bí, ngũ bí, đương nhiên cũng ở trong phạm vi này. Phù, tàn giấy phát sáng, một luồng khí thức kinh khủng lưu truyền, đây là lực lượng to lớn của tiên vương. Tiểu tử, chết đi, tùy nguyên lương dùng pháp chỉ lên, muốn đánh ra tiên vương lực, giết Lăng Hàn thành cặn bã. Xeo, một vệt ánh sáng từ pháp chỉ dâng lên, vừa đánh ra, nhưng khó mà tin nổi quay một vòng, chém về phía Tùy Nguyên Lương. Cái gì, Tùy Nguyên Lương trực tiếp thổ huyết, sao Pháp chỉ ngược lại công kích về phía hắn. Một vệt ánh sáng xẹt qua, Tùy Nguyên Lương nhất thời dừng lại hết thảy động tác, chỉ ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, trên mặt vẫn như cũng mang theo vẻ mặt không thể tin tưởng. Pháp chỉ tiên vương làm sao đột nhiên phản bội, đệt, Lăng Hàn đầu tiên là không rõ, nhưng suy nghĩ một chút liền bừng tỉnh. Tùy Nguyên Lương kích thích ra lực lượng hắc ám, kia chính là kẻ địch của vùng thế giới này mà tiên vương lực lại đại diện cho vùng thế giới này, vậy kích phát đạo công kích này ra, người nói tiên vương lực đánh ai? Nói cách khác, tùy nguyên lương là tự mình tìm đường chết. Trời làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Lăng Hàn lắc đầu, không nghĩ tới tùy nguyên lương lại sẽ chết ở trong tay của mình, để hắn cảm thấy không hết hận. Hắn ra tay vô tình, đánh giết toàn bộ đệ tử Long Vũ Điện ở đây. Cha, Lăng Kiến Tuyết có chút ngơ ngác nhìn lão tử của mình, trong đầu ấn tượng liên quan tới lăng hàn tự nhiên sụp đổ, hiện tại hắn muốn tiếp thu chính là một phụ thân oanh dũng như chiến thần. Lăng hàn một bước đoạt lại, ôm con trai vào trong lòng, ôm lấy thật chặt. Lăng kiến tuyết có chút không biết làm sao, hắn chưa từng bị nam nhân ôm, huống chi là một nam nhân vừa nhìn thấy. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn cảm giác được thâm tình của lăng hàn, để hắn trong lúc vô tình lệ nóng doanh tròng. Cha, hắn lần thứ hai kêu lên, tràn ngập quấn quyết, từ khi hắn có ký ức tới nay liền chưa từng thấy Lăng Hàn, chỉ có hách liên tầm tuyết truyền vào cho hắn ấn tượng mà thôi, cũng đã từng có oán giận, từng có không rõ, từng có oan ức, chỉ là theo tu luyện bắt đầu, hắn liền chôn giấu tất cả những thứ này vào đáy lòng. Thời khắc này, tình thân bỗng nhiên bộc phát ra, Lăng Hàn vỗ vỗ ở trên lưng của Lăng Kiến Tuyết, sau đó vận chuyển mộc chi bản nguyên, bắt đầu thay con trai trừ độc trị thương. Cái này tự nhiên là chút lòng thành, Lăng Kiến Tuyết cũng chỉ là bị một tên phân hồn cảnh đả thương, thương thế như vậy ở trước mặt lăng hàn bây giờ lại tính là gì huống chi còn có thiên địa bản nguyên trợ giúp rất nhanh liền bài trừ độc tố để thương thế khôi phục nhưng lăng kiến tuyết dù sao cũng bị trọng thương đây là trong thời gian ngắn không thể khôi phục trước tiên đi nhà ta ngồi một chút văn nhân duyệt đúng lúc nói cái này tự nhiên thắng được nhiều người đồng ý một đám người trở về văn nhân ra còn văn nhân đường không có ai lưu ý ngay cả nhìn nhiều cũng lười loại tiểu nhân vật này lại há có thể đặt ở trong lòng đám người lăng hàn nữ hoàng mà văn nhân duyệt thì xem thường hắn đi đúng kỳ đặt cược đúng rồi tư thế thắng bại liền nghịch chuyển trong nháy mắt sau khi đi tới văn nhân ra văn nhân duyệt liền sắp xếp mọi người ở lại đệ tử của long vũ điện cũng toàn bộ bị lăng hàn bắt dưới thần thức của hắn bao phủ căn bản không ai có thể đào tẩu đáng chết thì giết nên phế tu vi thì phế lăng hàn cũng không phải là người thích giết chóc hắn rất có chừng mực có bọn họ giúp đỡ Văn Nhân Sáng tự nhiên không có chút hồi hộp nào mà tiếp trưởng vị trí gia chủ, thậm chí Lăng Hàn còn lấy ra mấy viên đan dược, để cảnh giới của Văn Nhân Sáng trực tiếp tăng đến sáng thế cảnh. Nhưng cái này có di chứng, chính là sau này Văn Nhân Sáng không có không gian tiến bộ, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở sáng thế cảnh. Đối với Văn Nhân Sáng mà nói, cái này đã đủ tốt, bởi vì thiên phú võ đạo của hắn không cao, nguyên bản ngay cả sáng thế cảnh cũng cơ hồ không thể đạt đến. Văn Nhân duyệt rất có kinh nghiệm, hắn lập tức sắp xếp nghi thức để đệ đệ kế thừa gia chủ, cũng mời bọn người lăng hàn tham gia, tin tưởng bởi vậy, thế lực lớn nhỏ ở phụ cận sẽ không dám làm gì văn nhân ra. chương 2393, Văn nhân cô nương Hạ, Hà, lăng hàn bởi vì kiêng kỵ tứ hải cung, liền đổi hình mạo, nếu không, chờ thời điểm hắn đi tới thiên thánh cung, phỏng chừng người của tứ hải cung đã sớm chờ ở nơi đó. Ô, văn nhân duyệt đâu? Lễ mừng sắp tiến hành, nhưng văn nhân duyệt lại còn không có hiện thân, để lăng kiến tuyết cảm thấy kỳ quái. Văn nhân sáng cười thần bí nói, kiến tuyết ca, chờ sau đó ngươi liền biết, thần thần bí bí, giờ cho quỷ gì. Lăng kiến tuyết thầm nói, mấy ngày trước hắn vẫn ở trong hắc tháp điều dưỡng, mấy ngày chính là hơn một nghìn năm, tự nhiên đã sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất, thậm chí còn tinh tiến không ít. Hắn là trảm thiên địa bước vào trảm trần, nhưng dừng lại ở tứ trảm, hiện tại ở dưới lượng lớn tài nguyên của lăng hàn bồi dưỡng, hắn có hy vọng xung kích ngũ trảm. Đúng lúc này, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đi tới, đứng ở phía sau Lăng Kiến Tuyết. Mới đầu Lăng Kiến Tuyết không hề để ý, nhưng cô gái này dừng lại liền không đi, để hắn cảm thấy kỳ quái, không nhịn được quay người sang nói: "Cô nương, vì sao ngươi đứng ở sau lưng ta?" Cô gái kia hơi cúi chào, cười nói: "Kiến Tuyết huynh, đây là thái độ ngươi đối với người cùng chung hoạn nạn sao?" "Ồ, thanh âm này thật quen thuộc." Lăng Kiến Tuyết ngơ ngác nhìn đối phương, một lát sau hắn mới bỗng nhiên nói: "Ngươi, ngươi là Văn Nhân Duyệt?" văn nhân nguyệt không phải văn nhân duyệt nữ tử nở nụ cười xinh đẹp lúc trước đệ đệ trẻ người non dạ lão nhân trong gia tộc liền để ta giả trang thành nam nhi đẩy lên hy vọng của chủ mạch lâu dài tới nay ta cũng hầu như quên mình là nữ nhi lăng kiến tuyết không khỏi nổi lòng tôn kính cô gái này vì đệ đệ vì gia tộc làm ra hy sinh rất lớn đáng giá kính nể văn nhân cô nương khâm phục hắn chân thành nói văn nhân nguyệt cười nói gọi tên ta liền có thể ta cũng có thể gọi thẳng tên của ngươi đúng hay không có thể lăng kiến tuyết không coi là chuyện to tát cách đó không xa đám người lăng hàn hách liên tầm tuyết thấy rõ ràng nghe rõ ràng nhà đầu này có ý tứ với kiến tuyết hách liên tầm tuyết có chút đắc ý con trai được nữ nhân hoan nghênh nàng làm mẫu thân đương nhiên hài lòng có điều kiến tuyết không phải yêu thích xương xương sao hiện tại cắm một cái vào sẽ không xảy ra chuyện chứ chư toàn nhi nói các nàng đều nghe Lăng Hàn nói sự tình Lăng Kiến Tuyết si tình Trần Sương Sương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cười nói, không sao, liền để hai người thân mật một chút, cũng kích thích nhà đầu kia một hồi, luôn ngơ ngơ ngác ngác, cái này không phải ảnh hưởng đời thứ bốn của Lăng gia chúng ta sao. Ngay cả đám người nữ hoàng, Lý Tư Thiền cũng không tin Trần Sương Sương sẽ có giác ngộ, trước kia tôn nữ của cửu hoa tiên vương không phải cũng theo đuổi Lăng Kiến Tuyết sao, làm sao không thấy nhà đầu này ghen. Có thể, cường độ kích thích còn chưa đủ, Lăng Hàn thầm nói, cũng không muốn vạch trần tầng giấy mỏng này, mà muốn Trần xương xương tự mình đi phát hiện. Văn nhân sáng ngồi trên vị trí gia chủ, khách quý đến chúc mừng rất nhiều, mọi người đều nghe nói chuyện Long Vũ Điện hủy diệt, cho rằng là cường giả thiên thánh cung ra tay, tự nhiên không dám có chút xem thường văn nhân ra. Điều này làm cho văn nhân ra từ trên xuống dưới cực kỳ có mặt mũi, tân gia chủ mới vừa thượng vị liền có nhiều hào môn đến chúc mừng như vậy, sau này phát triển tự nhiên cũng thuận lợi, từ đây phồn vinh hưng thịnh giải quyết xong việc vặt lăng hàn vung tay lên tất cả mọi người đi về phía thiên thánh cung đồng hành đương nhiên còn có văn nhân nguyệt nàng đạt được lăng kiến tuyết hứa hẹn lần này cũng tiến vào thiên thánh cung trở thành đệ tử ngoại môn cha đây chính là nguyệt lãnh khinh dương kiếm lăng kiến tuyết lấy ra một thanh kiếm đưa về phía lăng hàn lăng hàn tiếp nhận tay phải nắm chuôi kiếm tay trái nhẹ nhàng mơn trớn ở trên mũi kiếm trong lòng hiếu kỳ thanh kiếm này để tùy nguyên lương không tiếc đắc tội thiên thánh cung cũng muốn đoạt đến cùng có chỗ tốt gì Vù, bàn tay mơn trớn, mũi kiếm phát ra run rẩy, thật giống như nói nhỏ. Thanh kiếm này cực kỳ bất phàm, nhưng cụ thể lai lịch ra sao, hẳn chỉ có Tùy Nguyên Lương biết. Lăng Hàn nói, hắn lấy ra không gian thần khí của Tùy Nguyên Lương. Lục loại đồ vật của hắn, hẳn có thể tìm được tư liệu. Lăng Hàn tiến vào hắc tháp, dưới 10 vạn lần ra tốc thời gian, ở bên ngoài chỉ qua hơn nửa ngày, Lăng Hàn liền nhìn toàn bộ tư liệu mà Tùy Nguyên Lương lưu lại một lần. Bởi vì Tùy Nguyên Lương không lo lắng mình sẽ gặp bất chắc, Hắn xác thực ở trong không gian thần khí của mình lưu lại rất nhiều manh mối. Đại nghịch tiên vương, đại nghịch âm dương kiếm, đại nghịch tiên công, Lăng Hàn tự lẩm bẩm, khi hắn mở hai mắt ra, cũng hoàn toàn nắm giữ đồ vật tùy nguyên lương biết đến. Hóa ra thanh kiếm này là phó kiếm của đại nghịch âm dương kiếm, thất tinh chuẩn tiên khí. Lăng Hàn giải thích với các nữ cùng con trai, nhưng thất tinh chuẩn tiên khí còn không phải chỗ mạnh mẽ nhất của thanh kiếm này, mà có thể lợi dụng kiếm này tìm tới đại nghịch âm dương kiếm. Mà đại nghịch âm dương kiếm chính là tiên khí, trong kiếm còn phong ấn công pháp của đại nghịch tiên vương, đại nghịch tiên công Nữ hoàng hỏi, đại nghịch tiên vương là nhân vật như thế nào? Đều là tiên vương, nhưng tầng 1 có thể so sánh tầng 9 sao Hiện tại tầm mắt của bọn họ cũng cao, tầng 5 trở xuống, thậm chí tiên vương tầng 6, tầng 7 cũng không được bọn họ coi trọng Chỉ có tiên vương tầng 8, tầng 9 mới có thể xưng là châu bò Lang hàn dừng một chút nói Ta vẫn là nói từ đầu đi, kỳ thực đại nghịch tiên vương là người rất có cố sự. Muốn thành tiểu tiên vương, tất nhiên cần phải nắm giữ tư chất tuyệt thế, ngay cả vương giả cũng không có khả năng đặt chân tầng thứ tiên vương này. Nhưng thế gian luôn có ngoại lệ, đại nghịch tiên vương ở lúc còn trẻ tư chất thường thường, không ai cho rằng hắn có thể bước vào chảm chân, sau đó hắn gặp gành chắc trở đột phá. Không có ai cho rằng hắn có thể ngũ chảm, nhưng hắn đạt được một dị bảo, giúp hắn hoàn thành động tác này. Nói chung, hắn ở mỗi cảnh giới đều tu đến miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng cuối cùng đạt được kỳ ngộ, tu cảnh giới đến hoàn mỹ. Người cùng thế hệ với hắn hoặc là cảnh giới vượt xa, hoặc là không kháng nổi thiên nhân kiếp chết mất, chỉ có hắn luôn có thể ở trước khi thiên nhân kiếp uy hiếp đến tính mạng miễn cưỡng đột phá. chương 2394, Đại nghịch âm dương Thú vị nhất chính là, một đường gập gành chắc trở như thế, hắn lại còn thành tựu tiên vương, hơn nữa còn một đường tu đến tầng 9. Mới đầu, Đại nghịch tiên vương ở trong tiên vương tầng 9 cũng không tính xuất sắc, nhưng hắn tự nghĩ ra đại nghịch công pháp, cái sau vượt cái trước, trở thành nhân vật chính trong thiên địa ở thời đại kia. Tuy nhiên, sắc mặt của Lăng Hàn đột nhiên trở nên quái lạ, tuy nhiên làm sao, tất cả mọi người hỏi, sau đó đại nghịch tiên vương lại biến thành nữ nhân. Lăng Hàn nói, có ý gì, mọi người không rõ, đại nghịch tiên vương vốn là thân nam nhi, nhưng Thủy Trung cho rằng mình hẳn là nữ tử, bất quá tuy tiên nhân có thể thay đổi thân thể của mình, nhưng không cách nào chân chính đến nghịch loạn âm dương. Thế nhưng, hắn sáng tạo đại nghịch tiên công có thể nghịch chuyển âm dương, cuối cùng để cho mình thành thân con gái, biến thành nữ nhân chân chính. Lăng Hàn thong thả nói, tất cả mọi người kinh ngạc, như vậy cũng được, đại nghịch âm dương kiếm cũng có hiệu quả như vậy, bị thanh tiên kiếm này đâm trúng, nam nhân sẽ biến thành nữ nhân, nữ nhân thì lại biến thành nam nhân. Tuy nhiên, dù sao không phải chân chính tu luyện đại nghịch công pháp, bởi vậy biến hóa này thời gian cũng có hạn. Lăng Hàn nói, chơi vui, chơi vui, hổ nữ liên tục vỗ tay, nữ muốn thanh kiếm này, nói như vậy, vị đại nghịch tiên vương này cũng là một người rất thú vị. Ha ha, Lăng Hàn Nguyệt ném lãnh khinh dương kiếm cho con trai, nếu ngươi đạt được thanh kiếm này, vậy có lấy công pháp của đại nghịch tiên vương cùng tiên kiếm hay không, chính ngươi đến quyết định. Lăng Kiến Tuyết tiếp nhận kiếm, thu vào không gian thần khí, gật gù. Có cơ hội lại nói, cả đám lấy truyền tống trận đi thiên thánh cung, tới Hồng Anh Trấn, Lăng Hàn liền thu các nữ vào trong hắc tháp, lần này hắn là muốn bái sư, học giả thiên man nhật, mục tiêu quá rõ ràng, chúng nữ vẫn là ở trong hắc tháp tu luyện A. Bởi vậy, thời điểm đi tới dưới chân thiên thánh cung, kỳ thực chỉ còn sót lại bốn người, Lăng Hàn, Lăng Kiến Tuyết, Trần Sương Sương, Văn Nhân Nguyệt. Từ dưới chân núi bắt đầu, đi lên liền thuộc về khu vực trực thuộc thiên thánh cung, người ngoài là tuyệt không cho phép tiến vào, có trận pháp to lớn bao phủ, từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn thấy thanh sơn minh mông, lại bị mây mù quấn quanh, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Nếu như nắm giữ lệnh bài của Thiên Thánh Cung, liền có thể không nhìn trận pháp, trực tiếp bay vào, mà không có lệnh bài còn muốn mạnh mẽ xông vào thì sẽ bị uy lực của trận pháp nghiền nát. Trừ khi thực lực của người đạt đến cấp bậc Tiên Vương, mới có thể miễn chết. Vì lẽ đó, người ngoài muốn đi vào Thiên Thánh Cung, nhất định phải thông qua cửa lớn dưới chân núi, nơi này có người bảo vệ, thông qua mới có thể vào. Nguyên bản Trần Sương Sương, Lăng Kiến Tuyết là có thể trực tiếp đi vào nhưng bởi vì có lăng hàn cùng văn nhân nguyệt là người ngoài bọn họ liền không có trực tiếp đi vào mà cùng một chỗ đi tới sơn môn bái kiến trần sư tỷ lăng sư huynh nhìn thấy trần sương sương cùng lăng kiến tuyết bốn tên đệ tử thủ vệ lập tức hành lễ bốn người này cũng là trảm trần cảnh nhưng đều là nhất trảm tuổi tác càng lớn hơn hai người trần lăng rất nhiều bọn họ tiến vào trảm trần càng sớm hơn nhưng thiên phú không cao chậm chạp không thể tiến thêm một bước bởi vậy vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn nhìn thấy hai đệ tử nòng cốt trần, lăng, tự nhiên cần hành lễ. Tông môn nhìn không phải tuổi tác, mà là thực lực và thiên phú. Lăng kiến tuyết gật gù, sau đó chỉ vào lăng hàn cùng văn nhân nguyệt nói. Hai người này là hạt giống tốt ta cùng sư tỷ ở bên ngoài rèn luyện thì phát hiện, cố ý dẫn tiến vào tông môn, các người đăng ký một hồi. Vâng, bốn tên đệ tử ngoại môn kia đều gật đầu, tông môn quả thật có cách làm như thế, mỗi tên đệ tử ra ngoài đều sẽ lưu ý có thiên tài võ đạo hay không, cũng mang đối phương về tiến hành kiểm tra, thông qua, sẽ thu vào trong giáo, không thông qua tự nhiên là dẹp đường hồi phủ. Trên thực tế, đại bộ phận đệ tử đều là như thế, có chút là trưởng lão, hộ pháp tự mình điều động mang về, tỉ như một nơi nào đó cử hành võ đạo đại hội, hạt giống tốt bộc lộ tài năng liền sẽ trở thành mục tiêu của tất cả thế lực lớn tranh thủ, không sử dụng trưởng lão, hộ pháp cùng tiên vương, cao thủ thăng nguyên cảnh làm sao cướp được. Lăng Hàn cùng Văn Nhân Nguyệt đăng ký tư liệu, bốn tên đệ tử liền thống khoái cho đi, ngược lại chuyện kế tiếp liền không tới phiên bọn họ bận tâm, đã làm tốt bản chức công tác của bọn họ. Bốn người lăng hàn tiến vào sơn môn, chỉ thấy một sơn đạo như đại xà uốn lượn, hai bên là dị thảo phồn hoa, tỏa ra ánh sáng thần thánh, xa xa, lầu các ở giữa không chung như ẩn như hiện, phảng phất như trôi nổi ở trên bầu trời, thật là nhân gian tiên cảnh. Trần Sư muội bọn họ vừa mới đi vào, liền gặp một thanh niên ngự kiếm đi tới, bận trường sam xa màu xanh, mi thanh mục tú. Vương Sư Huynh, Trần Sương Sương thi lễ một cái, Lăng Kiến Tuyết có chút khó chịu, bĩu môi, cũng gọi một tiếng Vương Sư huynh. Lăng Hàn liền hiểu, Vương Sư huynh này khẳng định là tình địch của con trai. Tuy hắn cùng Vương Sư huynh này không cừu không oán, nhưng ai bảo thứ này tranh giành con dâu tương lai của hắn, hắn khẳng định sẽ giúp con trai. Lúc này Vương Sư huynh mới liếc Lăng Kiến Tuyết một hồi nói: "Hóa ra Lăng sư đệ cũng ở đây, ta còn không biết ngươi đã được cửu hoa thái thượng trưởng lão thả ra, ha 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 ha." ha tâm ý gây xích mích cực kỳ rõ ràng. Vị vương sư huynh này, gọi là vương lương xuân, so với lăng kiến tuyết, trần xương xương càng sớm tiến vào thiên thánh cung hơn, cũng sớm bước vào tứ trảm, bây giờ đang trùng kích phân hồn, chờ vượt qua cửa ải này, tuy hắn vẫn là đệ tử hạch tâm, nhưng địa vị sẽ nhảy vọt một đoạn dài. Trần xương xương là mỹ nữ trong thiên thánh cung, cho dù thần kinh tương tương, lại có ác thú yêu thích mỹ nữ, nhưng bản thân đẹp như thiên tiên, lại thêm thiên phú võ đạo xuất sắc, vẫn gợi ra vô số nam đệ tử theo đuổi. Vương Lương Xuân chính là một người trong đó. Ha ha, không cần Vương sư huynh nhọc lòng, Lăng Kiến Tuyết từ tốn nói, nếu hắn biết Vương Lương Xuân chính là tình địch của hắn, tự nhiên liền mang theo địch ý. Vương Lương Xuân khẽ mỉm cười, đúng rồi, Đồ Tam tiểu thư lại đang tìm Lăng sư đệ khắp nơi đấy. Chương 2395, tình địch nhiều. Lăng Kiến Tuyết nhất thời nhướng mày, Đồ Tam tiểu thư này gọi là Đồ Hồng Anh, chính là tôn nữ của vị cửu hoa tiên vương kia không biết làm sao liền đối với hắn nhất kiến trung tình, còn oanh oanh liệt liệt nói không phải hắn không lấy chồng. Việc này đã kinh động cửu hoa tiên vương, thậm chí giam giữ lăng kiến tuyết, để hắn khuất phục, kết quả 10.000 năm sau, lăng kiến tuyết vẫn quyết trí thể không thay đổi, để cửu hoa tiên vương bất đắc dĩ thả người. Dù sao cũng là đệ tử trong tông, lại không có tội gì a à. Bởi vì chuyện này, cửu hoa tiên vương ngược lại càng coi trọng lăng kiến tuyết, cảm thấy người trẻ tuổi này chung với bản tâm, không khuất phục ngoại lực, là một nhân tài có thể bồi dưỡng, cổ vũ đồ Hồng Anh tiếp tục theo đuổi Lăng Kiến Tuyết. Phải a, à, đồ Tam tiểu thư có cái gì không tốt? Tại sao sư đệ ngươi không cho nàng cơ hội? Trần Sương Sương rất có ý nghĩ chỉ tiếc mài sắt không thành thép, phụ họa. Lần này Lăng Kiến Tuyết liền thật muốn thổ huyết. Đối mặt một cái đầu gỗ như thế, Bảo Bảo trong lòng khổ, Bảo Bảo không nói. Hắn không nói, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngồi xem. Hắn vỗ vỗ vai của Vương Lương Xuân nói: Vương sư huynh đúng không? Đến mang ta du lãm một hồi, dứt lời kéo mạnh lấy vương lương xuân liền đi. vương lương xuân không khỏi ngơ ngác, hắn chính là tứ chạm đỉnh cao, thậm chí tìm thấy một góc của dương hồn, chỉ cần dương hồn hải mở ra, hắn liền có niềm tin tuyệt đối đột phá. nhưng thực lực như vậy ở trước mặt lăng hàn lại thùng rỗng kêu to, đối phương dễ dàng liền nắm vai của hắn, kéo hắn đi, để hắn không hề có sức chống cự. hắn nhìn lăng hàn, nhưng làm sao cũng không cách nào nhìn thấu tu vi, chỉ cảm thấy lăng hàn như một tòa núi cao. Một vùng biển rộng, sâu không lường được. Lăng Hàn lôi Vương Lương Xuân đi, nói là để đối phương mang mình đi dạo, kỳ thực là hắn kéo đối phương đi khắp nơi, đi rất lâu, lúc này mới trở lại tìm Lăng Kiến Tuyết. Trong lòng hắn biết, hỗ trợ như vậy có thể một có thể hai nhưng không thể ba, sau này cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân Lăng Kiến Tuyết. Xem ra, đặc huấn cho con trai nên sớm bắt đầu a. À. Lăng Kiến Tuyết lập tức mang Lăng Hàn cùng Văn Nhân Nguyệt đi đại điện tông môn, nơi này sẽ kiểm tra thiên phú võ đạo năng lực lĩnh ngộ của người ngoại lai, hợp lệ mới có thể lưu lại, không được, vậy cũng chỉ có thể cút đi. Văn Nhân Nguyệt, một lão giả phụ trách sát hạch lớn tiếng kêu lên, rõ ràng là một tiên phủ cảnh. Không hổ là đại giáo tiên vương tầng 8, đại năng tiên phủ lại đi làm việc vặt như vậy, cái này thả ra bên ngoài, tiên phủ cảnh đủ để khai môn lập phái, cắt cứ một phương làm vương. Văn Nhân Nguyệt theo lời mà lên, trong cung điện này vừa vặn đi tới ba tên nam tử, một người đi ở phía trước, một thân cẩm phục, Tỏa ra khí tức hào hoa phú quý, hai tên nam tử theo ở phía sau, tương tự dáng vẻ đường đường, khí thế kinh người. Khiến người ta kinh ngạc chính là, người đi ở phía trước chỉ là tứ trảm, nhưng hai tên nam tử phía sau đều là địa hồn. Người thực lực yếu này ngược lại là đầu lĩnh, xem ra, người này tất nhiên có bối cảnh mạnh mẽ, bằng không làm sao có khả năng để hai tên cao thủ địa hồn dập khuôn từng bước. Hóa ra là Đức Hiếu, lão giả tiên phủ cảnh kia cũng đứng lên, hơi khom người với người trẻ tuổi tứ trảm. Lai lịch thực sự rất lớn, chỉ ít tiên phủ cảnh cũng không dám thất lễ. Đức thiếu kia khinh thường, đảo qua lăng kiến tuyết nói. Đoàn đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, quy tắc sát hạch của tông môn đã thay đổi sao? Cái gì thay đổi, tiên phủ cảnh kia có chút mờ mịt, hắn vẫn phụ trách sát hạch, nếu có biến hóa, hắn làm sao không biết. Phải đi nơi này mới đúng, Đức Hiếu chỉ chỉ một cây cột bên cạnh, tiên phủ cảnh kia hơi há mồm, nhất thời hiểu được, Đức Hiếu là đang cố ý làm khó dễ. Quả nhiên, Đồn đại không sai, Đức Thiếu đang theo đuổi đồ tam tiểu thư, nhưng đồ tam tiểu thư đối với lăng kiến tuyết một mảnh si tình, đây là sự tình thiên thánh cung từ trên xuống dưới đều biết, tự nhiên để Đức Thiếu ghen ghét dữ dội, muốn nhằm vào lăng kiến tuyết. Chỉ là tuy Đức Thiếu cũng là hậu duệ tiên vương, nhưng đây dù sao cũng là tông môn, hơn nữa lăng kiến tuyết được cửu hoa tiên vương coi trọng, Đức Thiếu không dám làm quá đáng quá mức, nhưng làm khó dễ người lăng kiến tuyết dẫn tiến một hồi, lại là việc nhỏ không quan trọng hắn vốn là lấy tiêu chuẩn đệ tử ngoại môn tiến hành kiểm tra lăng hàn văn nhân nguyệt nhưng đức thiếu chỉ là nơi kiểm tra của đệ tử chân truyền khác biệt chính là trời cùng đất ở thiên thánh cung đệ tử chia làm bốn cấp bậc từ thấp đến cao phân biệt là đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền cùng đệ tử hạch tâm hiện tại lập tức từ ngoại môn nhảy đến chân truyền vậy tỷ suất thông qua tự nhiên vô hạn tiếp cận số không đệ tử chân truyền đều là vương giả a đức thiếu lão giả tiên phủ cảnh kia có chút khó khăn nếu như hắn giúp đỡ đức thiếu, vậy vạn nhất sự tình đâm tới, hắn cũng chịu không nổi. Không có chuyện gì, tất cả có ta chịu trách nhiệm. Đức thiếu có vẻ cực kỳ hung hăng, tiện tay ném đi một bình đan dược cho lão giả tiên phủ cảnh kia. Đây là tuế nguyệt trường Hà Đan, người bị vây ở tiên phủ nhất bí nhiều năm, cái này có thể giúp người có một tia hy vọng đột phá nhị bí. Lão giả tiên phủ cảnh kia nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp nhận bình đan nói. Nếu Đức thiếu nói như vậy, ta tự nhiên cũng không có cái gì phải lo lắng. Cái này giao dịch cũng quá công khai đi, Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra nụ cười gần, hắn nguyên bản chỉ muốn trà trộn vào thiên thánh cung, lại lợi dụng hắc tháp tiến vào kho báu của người ta, học được giả thiên man nhật tiên pháp. Nhưng Đức Hiếu gì này lại bắt nạt người như vậy, cũng làm cho hắn giận. Nghiệp kiến đức, người thật quá mức rồi, Lăng kiến tuyết không nhịn được quát lớn, lớn mật, hai tên địa hồn cảnh phía sau đức hiếu này đồng thời quát trói tai dám gọi thẳng tên của Đức Hiếu, còn không mau mau quỳ xuống tả tội. Đức Hiếu, nghiệp kiến nước Phung tay nói, không cần chấp nhặt với hắn, ai bảo ta có một lão tổ tông là tiên vương tầng 5, người ta lại không có chứ. Lăng kiến tuyết, ta chính là bắt nạt ngươi, làm sao, ngươi còn có thể cắn ta. Lăng kiến tuyết tức giận đến thân thể run rẩy, nhưng nếu nghiệp kiến nước thả vô liêm sỉ lên mặt bàn, để hắn cũng không biết nói cái gì. Trường 2396, Minh Thiên Thạch Lăng Hàn âm thầm thở dài, tùy thiên phú võ đạo của đứa con trai này không yếu, nhưng khẩu công thực quá yếu, sau này nhất định phải để hắn đi học tập đại hắc cầu một chút, không nói mở miệng có thể giết người, ít nhất cũng phải luyện tới trình độ tức hộp máu. Mặc kệ là kiểm tra gì, có thể bắt đầu chưa? Hắn trên miệng nói, một bên vỗ vỗ vai của con trai. Lão giả tiên phủ cảnh kia nhìn về phía nghiệp kiến đức, đối phương gật gật đầu. Có thể, lúc này hắn mới gật đầu, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, ta tới trước đi, Nghiệp kiến đức đương nhiên sẽ không để ý lăng hàn cùng văn nhân nguyệt cái nào trước cái nào sau, hắn chỉ là cố ý làm khó dễ, muốn buồn nôn lăng kiến tuyết một chút mà thôi. Hết cách rồi, hắn khổ sở theo đuổi đồ hồng anh không được, lăng kiến tuyết lại dễ dàng liền bắt được trái tim của đồ hồng anh, có thể nào không để hắn đố kỵ muốn chết. Bởi vậy, hắn nghĩ tất cả biện pháp đi buồn nôn lăng kiến tuyết. Vậy bắt đầu đi, lão giả tiên phủ cảnh nói, hắn họ đoàn, gọi đoàn hải minh. Lăng Hàn đi tới trước cây cột kia, đưa tay đè xuống. Cái này gọi là Minh Thiên Thạch, là chuyên môn dùng để kiểm tra tư chất của võ giả. Người bình thường đưa tay thả tới, vậy căn bản không phản ứng chút nào, ít nhất phải đạt đến cấp bậc vương giả, Minh Thiên Thạch mới có thể phát ra thanh âm. Hơn nữa, tư chất càng cao, Minh Thiên Thạch này phát ra âm thanh cũng càng vang dội, số lần càng nhiều. Năm đó Lăng Kiến Tuyết tiến vào Thiên Thánh Cung, liền dẫn tới Minh Thiên Thạch chín tiếng, vang vọng Thiên Thánh Cung, mới được phong làm đệ tử chân truyền chờ bước vào chảm trần, liền xếp vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Nếu như hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa, tu ra ngũ trảm, liền có thể tiến vào danh sách thánh tử, vậy địa vị là hoàn toàn khác nhau, ngay cả nghiệp kiến đức cũng không dám lại nhầm vào, bởi vì đế giả tất nhiên thành tiên vương. Ai dám làm càn với một tiên vương tương lai, nghiệp kiến đức đầy mặt đều là cười gần, hắn không tin lăng kiến tuyết đi ra ngoài một chuyến, tùy tiện mang về hai người sẽ là đại thiên tài gì, có thể có tư cách tiến vào ngoại môn, nhưng tiến vào nội môn quá miễn cưỡng, huống chi muốn đạt đến tiêu chuẩn của đệ tử chân truyền. Cần thấp nhất chính là Minh Thiên Thạch phát ra thanh âm, một tiếng liền có thể. Lăng Hàn đưa tay thả tới, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ha 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 ha, nghiệp kiến nước nhất thời cất tiếng cười to, tuy hắn không coi Lăng Hàn là chuyện to tát, nhưng có thể đả kích Lăng Kiến Tuyết, hắn vẫn không keo kiệt biểu hiện một chút. Còn không mau cút đi, hai tên cường giả địa hồn khác nói, gấp cái gì, phải có chút kiên trì. Lăng Hàn từ tốn nói, hắn tự nhiên là cố ý, tay nhìn như thả tới, nhưng còn kém một tia, không chú ý căn bản sẽ không thấy được. Đoàn đại nhân, nhanh đuổi người, nghiệp kiến đức đương nhiên không thể kiên trì với Lăng Hàn, lập tức quay đầu nói với đoàn Hải Minh. Đoàn Hải Minh gật đầu, sau đó nhìn Lăng Hàn nói. Còn không mau cút đi, ha ha, ta không biết cút, không bằng người biểu diễn cho ta nhìn một chút. Lăng Hàn cười ha ha nói, lắm lời, đoàn Hải Minh phẫn nộ quát một tiếng, hắn nguyên bản chỉ là thu chỗ tốt của nghiệp kiến đức mới sẽ ngã về đối phương, nhưng Lăng Hàn lại lớn lối như thế, để hắn thật sự nổi giận. Hắn là cường giả tiên phủ, cho dù ở tiên vực cũng có tư cách xưng một tiếng cường giả. Oanh, hắn hung hãn ra tay, tóm tới Lăng Hàn. Đùng, một tiếng bà tai lanh lảnh vang lên, chỉ thấy cả người đoàn hải minh bay ra, trên khuôn mặt già nuôi hiển lộ ra năm dấu tay đỏ chót. Lần này, ba người nghiệp kiến đức đồng thời trợn mắt ngoác mồm, thật giống như bị điểm trúng huyệt ngốc lăng kiến tuyết cùng văn nhân nguyệt không hề kinh ngạc bọn họ đã gặp thần uy của lăng hàn ngay cả cường giả ngũ bí cũng có thể chặn được nhất bí lại tính là gì chỉ có phần bị thuấn sát đoàn hải minh bò lên tay phải vỗ vỗ hai má vẻ mặt khiếp sợ lăng hàn vừa ra tay hắn dĩ nhiên biết đối phương chính là thiên hồn cảnh nhưng chính bởi vì biết hắn mới khiếp sợ chỉ là thiên hồn lại có thể một tát quất bay hắn đầm rồng hang hổ sao đây là quái vật thế nào oanh đúng lúc này lăng hàn đưa tay chân chính ấn tới minh thiên thạch nhất thời cây trụ đá này phát ra dị thải sau đó phát ra thanh âm vang tận mây xanh một tiếng hai tiếng ba tiếng khi vang lên đến tiếng thứ ba liền có bảy tên cường giả thăng nguyên cảnh bay vụt tới rơi vào trong cung điện dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lăng hàn hận không thể cướp người đây là một thiên tài bọn họ muốn thu làm đệ tử bốn tiếng năm tiếng sáu tiếng vang lên đến tiếng thứ sáu thì cường giả thăng nguyên cảnh có mặt lấy trăm tính hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường bảy tiếng tám tiếng chín tiếng tiếng thiên minh thứ chín phát ra thăng nguyên cảnh ở đây đã quá ngàn mười tiếng mười một tiếng mười hai tiếng vù, khí tức đáng sợ lan tràn trí cao vô thượng như thiên đạo giáng lâm một bóng người xuất hiện trên người có một đạo dị thải quấn quanh tiên vương mọi người đều hít một ngụm khí lạnh lại dẫn ra tiên vương cũng đúng mười hai tiếng thiên minh a à ở trong toàn bộ lịch sử của Thiên Thánh cung cũng chỉ vẻn vẹn hơn 300 người, mà hơn 300 người này đều không ngoại lệ đều trở thành tiên vương. Liền hỏi đệ tử như vậy ai không muốn thu vào môn hạ mình. Nhưng mà, thanh âm không dứt, 15 tiếng, 20 tiếng, 30 tiếng, ong ong ong, một vị tiếp theo một vị, tiên vương dồn dập tới, mà trên người quấn quanh dị thải cũng càng ngày càng nhiều, tiên vương cấp cao nhất đã đạt đến tầng 5. Trời ạ, à, nói cách khác ngay cả tiên vương tầng 5 cũng muốn thu Lăng Hàn làm đệ tử. Đoàn Hải Minh lạnh run run, xong đời, ra đại sự. Hắn lại cố ý làm khó dễ một đệ tử cấp bậc tiên vương, coi như có nghiệp kiến đức bao che cũng vô dụng, hắn vẫn như cũ sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc, ngay cả nghiệp kiến đức cũng đừng hòng miễn chỉ trích. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, Lăng Hàn nhất định là cố ý, dẫn bọn họ mắc câu nói rất nhiều lời khó nghe, càng cho hắn chủ động ra tay, lúc này mới đột nhiên bùng nổ ra thiên phú kinh người, đưa tới tiên vương trong tông tới. Nhưng hiện tại tỉnh ngộ thì có ích lợi gì, ván đã đóng thuyền. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả cuộc đời đều u ám. Nhưng mà, lăng hàn biểu hiện còn chưa kết thúc, 40 liền tiếng, 50 tiếng, 60 tiếng. Chương 2397, sắc phong, lần này, ngay cả tiên vương tầng 6 cũng xuất hiện, tiếp theo là tiên vương tầng 7, người này chính là cung chủ đương nhiệm của Thiên Thánh Cung, mà một tên tiên vương tầng 8 duy nhất là cung chủ đời trước, hiện tại đã thoái vị, gánh chịu vị trí thái thượng trưởng lão, bình thường căn bản không để ý tới thế sự bảy mươi tiếng tám mươi tiếng chín mươi tiếng đến chín mươi tiếng thanh âm rốt cục chậm lại không gấp gáp giống như trước nữa chín mươi 97 chín mươi chín mươi bảy chín mươi tám chín mươi chín rốt cục thanh âm kết thúc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ngay cả tiên vương cũng chấn kinh đến nói không ra lời ở trong lịch sử của thiên thánh cung xúc động minh thiên thạch hai mươi tiếng chỉ có hai trăm bảy mươi chín người ba mươi tiếng chỉ có một trăm chín mươi người mà đạt đến 70 tiếng chỉ có một, chính là cung chủ đương đại. Thái thượng trưởng lão, vị cung chủ đời trước của thiên thánh cung, tiên vương tầng 8 có thể xúc động bao nhiêu tiếng. Không người biết được, có lẽ chỉ có hắn mới có thể đánh vỡ cực hạn 90 tiếng. Vèo, một thiếu niên xuất hiện, nhìn qua chỉ 15, 16 tuổi, nhưng tràn ngập khí tức viễn cổ hồng hoang, phảng phất như hắn không phải một người, mà là một cổ thú, trải qua năm tháng vô tận, thân thể nho nhỏ chất chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Dưới tiên vương, tất cả mọi người đều quỳ xuống, ngay cả những tiên vương kia cũng cúi người hành lễ. Thiếu niên nho nhỏ này, lại chính là người mạnh nhất thiên thánh cung, tiên vương tầng 8 mà trác, cũng được gọi là thiên thánh tiên vương, thiên thánh cung chính là hắn khai sáng. Tất cả mọi người ngơ ngác, ngay cả thiên thánh tiên vương cũng bị lăng hàn dẫn ra. Mà trác hơi giơ tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Coi như là ta, cũng chỉ có thể xúc động minh thiên thạch 83 tiếng. Mọi người vừa nghe, càng thêm chấn kinh rồi. Thiên Thánh Tiên Vương cũng chỉ có thể để Minh Thiên Thạch vang lên trên 83 tiếng, vậy Lăng Hàn này 99 tiếng là khái niệm gì? Há không phải nói, tên này có cơ hội thành tựu Tiên Vương tầng 9 vô thượng. Lần này, đừng nói thăng nguyên cảnh, tiên phủ cảnh, ngay cả những tiên vương kia cũng quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tiên vương tầng 9, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mà chắc trầm ngâm, Minh Thiên 90 tiếng nói rõ Lăng Hàn có tư cách xung kích tiên vương tầng 9, vang lên 99 tiếng, Vậy đại biểu Lăng Hàn chắc chắn thành tựu Tiên Vương tầng 9, hơn nữa ở trong tầng thứ này cũng là tồn tại số 1 số 2. then chốt là, Thiên Đạo có hạn chế, tầng 9 chính là cực hạn, vì lẽ đó Thiên Minh Thạch vang 99 lần cũng là cực hạn. Nhưng vạn nhất Lăng Hàn thành tựu còn không chỉ như vậy thì sao? Năm xưa Thiên Thánh Tiên Vương từng đi theo côn bằng nguyên thú, cùng côn bằng cung quan hệ thâm hậu, cũng biết một ít bí mật mà Tiên Vương tầng 8 khác không biết. Mà hắn biết, trên Tiên Vương tầng 9 còn có một cấp độ trí cao vô thượng chân chính. Thiên tôn, thiên tôn nhảy ra thiên địa, nhưng minh thiên thạch không được, bởi vậy chỉ có thể giới hạn ở 99 tiếng, cho dù thiên tôn tới, cũng chỉ có thể để tảng đá này phát ra 99 tiếng, bởi vì thiên địa hạn chế. Người trẻ tuổi, người tên gì? Mà chắc hòa khí hỏi, đây đương nhiên là đang hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn trước tiên khom lưng thi lễ với mặt chắc một cái, sau đó mới nói. Vãn bối hàn lâm, hắn thay đổi hình mạo, thuận tiện cũng sửa cái tên. Mà Trác lộ ra vẻ cảm thán nói, bản tọa vốn muốn thu ngươi làm đệ tử, nhưng bản tọa lưu ở chỗ này thời gian không nhiều, không cách nào giáo dục ngươi cái gì. Có điều, thiên tài như vậy nếu vào Thiên Thánh cung ta, cái này chính là thiên ý. Nay ta ra lệnh, Hàn Lâm có thể tùy ý tiến vào Vân Bảo điện tìm hiểu. Lời nói này của hắn có lực xung kích quá to lớn, cái gì gọi là lưu ở chỗ này thời gian không nhiều. Hắn đường đường là Tiên Vương tầng 8, chẳng lẽ còn có ai có thể ép hắn rời Thiên Thánh cung sao? Còn có, lại chấp thuận Lăng Hàn tùy ý tiến vào Vân Bảo Điện tìm hiểu. Phải biết, bên trong cất giấu hết thảy tiên thuật của Thiên Thánh Cung, ngay cả đại bộ phận tiên vương cũng có hạn chế, chỉ có thể tìm hiểu một bộ phận tiên pháp trong đó. Đúng, tương lai Lăng Hàn có khả năng thành tựu tiên vương tầng 9, nhưng cũng chỉ là khả năng có tiềm lực như vậy. Nhưng con đường tiên vương khó khăn, không biết có bao nhiêu người ở trên con đường trưởng thành héo tàn, hiện tại liền để Lăng Hàn không bị hạn chế mà hoàn toàn được bí mật của Thiên Thánh Cung, vậy vạn nhất lang hàn bị người bắt giữ không phải sẽ để lộ tiên pháp của thiên thánh cung sao một thế lực có thể hưng thịnh không suy có cường giả tỏa trấn đương nhiên là một cái trong số đó mặt khác tiên thuật độc nhất vô nhị cũng là nguyên nhân trọng yếu sư tôn ngay cả thiên thánh cung cung chủ cũng có vẻ khiếp sợ không nhịn được mở miệng mà chắc khoát tay áo một cái thiên địa phát sinh đại kiếp nạn đến thời điểm thiên thánh cung có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là một vấn đề kết một cái thiện duyên nói không chắc thiên thánh cung bởi vậy nhiều một chút hy vọng sống cũng không nhất định. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngơ ngác, ngay cả tiên vương tầng 7 cũng nói không ra lời. Nghe khẩu khí của mặt trác, tựa hồ đối với tương lai cực kỳ bi quan. Trong lòng lăng hàn bừng tỉnh, mặt trác nói muốn rời thiên thánh cung, hẳn là đi chống lại hắc ám chi chiều. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao số lượng tiên vương của tiên vực trước sau không nhiều, bởi vì cuối cùng đều sẽ đi thông đạo hai giới, chống lại hắc ám chi chiều. Mà chắc hiển nhiên biết thế lực hắc ám mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn mới sẽ bi quan như vậy, có thể, lần này hắc ám chi chiều bạo phát, tiên vực liền vạn kiếp bất phục. Ở dưới đại nạn như vậy, chỉ có thiên tôn mới có thể may mắn thoát khỏi, vậy nếu như lăng hàn thành tựu thiên tôn, cũng cứu viện thiên thánh cung, vậy thiên thánh cung liền có khả năng tiếp tục tồn tại. Nhưng thành tựu thiên tôn khó khăn bực nào, hầu như là chuyện không thể nào, vì lẽ đó mà chắc mới nói một chút hy vọng sống. Lăng Hàn lần thứ hai thi lễ với mà Trác một cái, vị tiên vương này có đại trí tuệ, tấm lòng rộng rãi như vậy, cũng đáng giá hắn kính nể. Mà chắc khẽ mỉm cười, hắn biết Lăng Hàn đã hiểu ý của hắn, dưới chân điểm một cái, tiên quang tám màu giật động, hắn đã biến mất không còn tâm hơi. chương 2398, vì con trai mưu tính thượng, thiên thánh cung chủ hơi trầm ngâm nói, sắc phong Hàn Lâm làm thiên ý trưởng lão, địa vị ở dưới bổn cung, có thể chỉ huy hết thảy trưởng lão. Nghe được hắn nói, mọi người lần thứ hai ồ lên, chỉ là một phân hồn lại có thể đứng vào hàng tiên vương trưởng lão điều này khiến người ta làm sao tín phục nhưng lăng hàn 10 phân khâm phục tên thiên thánh cung chủ này nếu mà chắc đã cho hắn quyền lực cực lớn đối phương đơn giản biết thời biết thế hắn lại nâng một cái nhưng trên thực tế chỉ huy hết thầy trưởng lão vậy cũng phải để người ta chịu nghe lời nói của hắn a chỉ là phân hồn làm sao chỉ huy bởi vậy đây chỉ là một hư danh một chức vị giống, êm tai mà thôi các tiên vương tự nhiên cũng là nhân tinh, vừa nghĩ liền rõ ràng, ai cũng không có kháng nghị, dù sao cũng là mà chắc trước tiên cho lăng hàn đặc quyền rất lớn, ai dám không cho vị tiên vương tầng 8 này mặt mũi. Việc đã đến nước này, mọi người tự nhiên không có đạo lý đi ngăn cản, không ai không dồn dập rời đi. Có điều, đoàn hải minh không chỗ có thể đi, chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn lăng hàn. Luận thực lực, lăng hàn một chiêu liền có thể oanh bại hắn, luận địa vị, người ta là thiên ý trưởng lão, chính là đứng đầu trong các trưởng lão, hắn là cái dám gì a. À? Nhưng Lăng Hàn chỉ vỗ vai của hắn nói, bản tọa sẽ không luôn ở trong Thiên Thánh cung, liền phiền phức ngươi chăm sóc Lăng Kiến Tuyết một chút. Hiểu, ta hiểu, Đoàn Hải Minh lập tức gật đầu, cười hớn hở. Lăng Hàn nói như vậy, hiển nhiên là không dự định truy cứu hắn, tự nhiên để hắn mừng rỡ không thôi. Lại nói, có thể móc nối với Thiên Ý trưởng lão, hắn làm nô thì đã làm sao. Người ta tương lai có thể trở thành tiên vương tầng 9. Ngay cả Thiên Thánh Tiên Vương cũng nói muốn cùng hắn kết một thiện duyên. Hắn đương nhiên rõ ràng, Lăng Hàn sẽ bỏ qua cho hắn chính là vì để hắn chăm sóc Lăng Kiến Tuyết, hắn tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Lăng Hàn lại nhìn về phía Nghiệp Kiến Đức, ánh mắt có chút uy nghiêm đáng sợ. Nghiệp Kiến Đức hừ một tiếng, tuy cung chủ cùng Thiên Thánh Tiên Vương đều cực kỳ đánh giá cao Lăng Hàn, nhưng dù sao chỉ là một tên phân hồn, cách tiên vương không biết có bao nhiêu khoảng cách, lại dám ra tay với hắn sao? Đương nhiên hắn cũng không dám đối kháng chính diện với lăng hàn dù sao thân phận thiên ý trưởng lão hơi dọa người đi hắn mang theo hai tên thủ hạ rời đi sau này lại tìm cơ hội đối phó lăng kiến tuyết a lăng hàn cũng không ngăn cản hắn sẽ giúp con trai nhưng tuyệt không phải sự tình không lớn nhỏ gì cũng thay con trai giải quyết toàn bộ không có tôi luyện làm sao có khả năng nắm giữ tính kiên cường việc cấp bách là tăng lên thực lực của con trai cũng không thể do hắn tự mình ra tay đi đánh bại hàng ngũ vương lương xuân a có hắn là thiên ý trưởng lão tọa chấn, văn nhân nguyệt đương nhiên ung um dung thông qua kiểm tra, có điều, cũng không cần lăng hàn thương lượng cửa sau, thiên phú võ đạo của nữ tử này lại không tệ, có tư cách trở thành đệ tử chân truyền, đúng là để lăng hàn có chút ngoài ý muốn. Hoàn thành kiểm tra, lăng hàn trực tiếp kéo lăng kiến tuyết vào hắc tháp, phải tiến hành đặc huấn cho hắn. Con trai của hắn, làm sao cũng phải trở thành ngũ trảm đế giả. Khách liên tầm tuyết biết xung kích ngũ trảm nguy hiểm, liền muốn phụ tử Lăng Hàn thay đổi chủ ý, một khi sung kích thất bại, chính là hóa đạo chết đi, nàng thà rằng con trai bình thường một đời, cũng phải sống cho thật tốt. Nhưng lăng kiến tuyết ý chí kiên định, có phụ thân giống như chiến thần đứng trước mặt, cho dù hắn không thể sánh vai, cũng phải đi theo bước chân, không thể kém hơn quá nhiều. Hắn bắt đầu sung kích ngũ trảm, lăng kiến tuyết ở trong hắc tháp khổ sở tu luyện, các loại tài nguyên tu luyện quý giá hoàn toàn bất kể thành phẩm mà nện ở trên người hắn, đan dược cấp cao, long tinh, cái loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần hắn có thể dùng, vậy liền không cần để ý chút nào mà dùng. Ngoại giới đi qua một ngày, trong hắc tháp là dòng dã 10 vạn ngày. Bởi vậy, bên ngoài chỉ qua 100 ngày, Lăng Kiến Tuyết đã tới tứ trảm đỉnh phong, chạm tới một góc của ngũ trảm. Hết cách rồi, Lăng Hàn, Hổ Nữ, Nữ Hoàng đều là ngũ trảm, để hắn có thể mưa dầm thấm đất, lại thêm bản thân thiên phú phi phàm, tài nguyên vô tận nện đập, nếu không thể tìm thấy một góc của ngũ trảm chính là kỳ quặc quái gở. Hắn bắt đầu thanh không tâm linh, ít ngày nữa liền muốn xung kích bước then chốt này. Lăng Hàn cả ngày ngâm mình ở trong vân bảo điện, tìm hiểu thiên thánh cung thu gom các loại tiên pháp. Hắn vốn chỉ muốn môn công pháp che giấu thiên cơ kia, nhưng nếu mà chắc nói vân bảo điện hoàn toàn mở rộng với hắn, hắn tự nhiên cũng không khách khí, đọc hết các loại tiên pháp. Ta muốn hoàn thiện nộ quyền, sáng tạo công pháp thuộc về mình. Hắn có hùng tâm tráng trí rất lớn, chỉ có đạo thuộc về mình mới là đạo mạnh nhất. Pháp môn lừa trời giấu đất, chính là khi thiên thuật, cực kỳ huyền ảo, Lăng Hàn suy đoán đây cũng không phải là thiên thánh tiên vương sáng chế, mà là đối phương không biết từ nơi nào đoạt được, có thể là tiên vương tầng 9 sáng chế, thậm chí là công pháp thiên tôn. Luyện khi thiên thuật đến tiểu thành, liền có thể che lấp khí thức của bản thân, như phàm nhân, mà luyện đến cảnh giới đại thành, vậy muốn để cho người khác nhìn thấy mình là cảnh giới gì, liền có thể cho thấy khí thức thế ấy, chỉ có thể tương đương cảnh giới của mình, hoặc hạ thấp, không thể rõ ràng chỉ có tiên phủ cảnh, nhưng tỏa ra khí thức tiên vương được mà đạt đến viên mãn, vậy thì thật có thể lừa trời giấu đất, muốn tỏa ra khí thức gì chính là khí thức ấy, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể giả mạo, bảo đảm không động thủ chắc chắn sẽ không bị người nhìn ra đầu mối. Lăng Hàn một bên tu luyện khi thiên thuật, một bên đọc các loại tiên pháp trong vân bảo điện, tham khảo, lấy làm gương, cuối cùng dứt bỏ tất cả, hình thành đạo độc nhất vô nhị của mình. Vài ngày sau, Lăng Kiến Tuyết ra hắc tháp, hắn đã có niềm tin khá lớn xung kích ngũ trảm. Còn chắc chắn chứ, Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Đây chính là con trai của hắn, đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận, không thể ra một chút xíu vấn đề. Lăng kiến tuyết cười ngạo nghễ nói, cha, ngài yên tâm, kiến tuyết, hách liên tầm Viết vẫn không yên lòng, nàng nghe nữ hoàng cùng hổ nữ nói, cửa ải ngũ trảm này cực kỳ khó có thể đột phá, nếu không thì tiên vương thế gian cũng sẽ không ít như vậy. chương 2399, vì con trai mưu tính hạ. Mẹ, ta nắm chắc, lăng kiến tuyết cực kỳ khẳng định, được, đi thôi, Lăng Hàn vẫn lấy hắc tháp mang theo Lăng Kiến Tuyết rời Thiên Thánh Cung, đi tới một khu vực không người, Lăng Kiến Tuyết thì lại tiếp tục ở trong hắc tháp xung kích ngũ trảm. Hai ngày sau, "Cha, thả ta đi ra ngoài." Lăng Kiến Tuyết lớn tiếng nói, cả người tỏa ra khí thức cuồng bạo. Lăng Hàn gật đầu, hơi suy nghĩ liền thả Lăng Kiến Tuyết ra hắc tháp. Soảng, đắt bằng ra tiếng sét, vô số hắc phân cuộn cuộn lại đây, thiên kiếp đang nhanh chóng hình thành. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên là có Tiên Thiên Đào phù, cái này là hổ nữ cho tuy côn bằng cung bị san bằng nhưng có lượng lớn bảo vật bị hổ nữu mang ở trên người đây là long nguyệt tích chuẩn bị đường lui bởi vì nàng tin tưởng lăng hàn lăng kiến tuyết sông lên thiên không chủ động đón đánh thiên kiếp xoảng 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 chớp giật khủng bố không ngừng đánh xuống ngũ trảm quan hệ quá lớn nhất định có thể trở thành tiên vương bởi vậy thiên địa hạ xuống thử thách cũng càng nghiêm ngặt thậm chí đến trình độ hà khắc không có tiên thiên đào phủ ai cũng đừng hòng vượt qua nửa ngày sau thân hình lăng kiến tuyết hạ xuống vì cả người máu me đầm đìa đứt đoạn không ít xương nhưng cuối cùng vượt qua thiên kiếp lăng hàn lộ ra nụ cười bước vào ngũ chảm tiền đồ của con trai chính là hoàn toàn sáng rực hắn ném lăng kiến tuyết vào hắc tháp chữa thương thân hình hơi động trở về thiên thánh cung hắc tháp gia tốc thời gian quá nhanh khi lăng hàn trở lại thiên thánh cung lăng kiến tuyết ở trong hắc tháp đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất lăng hàn tiêu tốn thời gian trong tiên thuật mình nắm giữ chọn lấy thuật pháp thích hợp nhất giao cho con trai trong hắc tháp không nhật nguyệt, năm tháng như bay, mấy vạn năm thoáng một cái đã qua, nhưng ngoại giới chỉ là một tháng mà thôi. Sức chiến đấu của lăng kiến tuyết chân chính đạt đến cấp bậc đế giả, hơn nữa ở trong đế giả cũng có thể xếp hàng đầu, đáng tiếc cùng lăng hàn là hoàn toàn không cách nào so sánh, so với hổ nữ, nữ hoàng ở cùng thời kỳ cũng hơi kém một chút. Dù sao, hổ nữ là truyền nhân của đại giáo tiên vương tầng 9, còn có lạc ấn võ đạo của một vị tiên vương tầng 9, nữ hoàng là dính ánh sáng của lăng hàn, đạt được thiên tài địa bảo nhiều không thể tưởng tượng. Không nói những cái khác, trong cơ thể hai nữ đều luyện hóa một đạo thiên địa bản nguyên a. Dù như vậy, Lăng Kiến Tuyết cũng cực kỳ thỏa mãn. Tiên thiên đào phù quá ít, nếu như chỉ dựa vào Thiên Thánh Cung, vậy hắn cả đời cũng không tới phiên. Hiện tại có thể bước vào ngũ trảm, đã để hắn cảm thấy bất ngờ. Hiện tại Lăng Kiến Tuyết có tư cách trở thành thánh tử của Thiên Thánh Cung. Lăng Kiến Tuyết xuất quan, nhưng không có lập tức báo cáo Thiên Thánh Cung tình huống mình đột phá mà tiếp tục lắng động, kế tiếp trong tông sẽ có một hồi đệ tử hạch tâm thi đấu, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Phan Nhân Nguyệt mới đầu còn rất hàm xúc, nhưng gần đây hầu như không hề che giấu mà biểu đạt ra yêu thương với Lăng Kiến Tuyết, để Lăng Kiến Tuyết cực kỳ đau đầu, từ chối, tổn thương lòng người, dù sao cũng là cùng chung hoạn nạn một hồi. Nhưng không từ chối, hắn lại cảm thấy phiền phức, càng sợ Trần Sương Sương hiểu lầm. Tuy hắn đã từng huyền chuyển biểu thị mình đã có người yêu, nhưng Văn Nhân Nguyệt không ngần ngại nói thiên tài như Lăng Kiến Tuyết, có mấy hồng nhan là chuyện rất bình thường hơn nữa lăng hàn còn đổ thêm dầu vào lửa không ngừng chế tạo cơ hội cho hai người tạo thành cục diện hai người này hầu như mỗi ngày đều dính chung một chỗ đăng 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 trần sương sương đột nhiên chạy tới thế thúc hai người kia thực là quá không ra gì nàng hai tay chống nạnh vẻ mặt không vui không tu luyện thật tốt cả ngày dính chung một chỗ là có ý gì lăng hàn cười ha ha ngươi đang nói ai đương nhiên là con trai của ngươi Trần Sương Sương vô vùng bực bội, nữ nhân kia là xảy ra chuyện gì, lẽ nào không có nơi ở của mình, ngay cả buổi tối cũng không trở về, thực sự là không biết xấu hổ. Làm sao, người e ngại, Lăng Hàn cười nói, cắt, ta chỉ là quan tâm Lăng Sư Đệ mà thôi. Trần Sương Sương hừ nói, Lăng Hàn nhấp ngụm trà nói, kiến tuyết cũng nên đến thời điểm thành hôn, nếu hai người bọn họ quan hệ không tệ, liền để bọn họ kết làm vợ chồng đi. Không được, Trần Sương Sương lập tức nhảy lên không thấy thời điểm lăng sư để cùng nữ nhân kia ở cùng nhau rất bất đắc dĩ sao thế thúc người không thể loạn điểm nguyên ương vậy phải làm thế nào lăng hàn vẫy vẫy tay trần sương sương thiếu hụt nhanh trí không khỏi vò đầu bứt tai rơi vào lo lắng lăng hàn cười còn nói ta ngược lại có một biện pháp biện pháp gì ánh mắt của trần sương sương sáng lên ngươi cùng kiến tuyết thành hôn a à. thấy trần sương sương muốn hết ầm đến lăng hàn vội vã khoát tay áo một cái ra hiệu đối phương bình tĩnh đừng nóng Giả, dạ, chỉ là vì đánh đuổi những hoa hoa thảo thảo kia, để lang sư đệ của ngươi có thể an tâm tu luyện. Nhưng là, Trần Sương Sương có vẻ hơi do dự, lẽ nào ngươi không muốn giúp lang sư đệ của ngươi? Lang Hàn thong thả nói, "Ai, còn nói giảng nghĩa khí, căn bản chỉ là ngoài miệng." Trần Sương Sương lập tức cuống lên, "Ai nói ta chỉ là ngoài miệng nói một chút, được, thành hôn liền thành hôn." Lang Hàn gật gù, "Được, chuyện này ta sắp xếp, ngươi liền ngoan ngoãn làm tân nương của người ta đi." Giả dạ. Trần Sương Sương vội vã cường điệu, Lăng Hàn biết nghe lời phải. Giả, Trần Sương Sương rời đi, đám người nữ hoàng dồn dập từ trong phòng đi ra, các nàng ở trong hắc tháp trở đến phát chán, liền ra một chút, nhưng sẽ không để người khác nhìn thấy. Phu quân, người thật là thiếu đạo đức, Thủy Nhạn Ngọc Phạch Trần nói, nàng đã từng là lão sư, tinh thần cực kỳ trọng nghĩa. Lăng Hàn thở dài nói, hết cách rồi, ai bảo nhà đầu này là đầu gỗ, mà con trai ngốc của ta lại không biểu đạt chứ. Ai là con trai ngốc? Hách liên tầm tuyết bất mãn nói, ở trong mắt mẫu thân, con trai đương nhiên là giỏi nhất. Lăng Hàn cười ha ha, có điều, nếu không phải nha đầu này cũng có ý tứ với kiến tuyết, như thế nào sẽ ghen chạy tới oán giận, lại đáp ứng thành hôn giả cứu kiến tuyết. Cũng phải, chúng nữ đều gật đầu, Trần Sương Sương chỉ là đường nét quá thô, không có ý thức đến cảm tình của mình với lăng kiến tuyết, nhưng nàng hầu như không do dự đáp ứng cùng lăng kiến tuyết thành hôn giả, cái này đã đủ chứng minh nàng yêu thương lăng kiến tuyết.